Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên, tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 335, thần thánh phương nào, phương vọng lai lịch. Ào ào ào, nước mưa theo mây đen rơi xuống, cấp tốc hạ thành mưa sa, đánh đại địa vạn vật. Giữa rừng núi tọa lạc lấy một tòa trúc lâu, lầu hai bệ cửa sổ trước, có một tên bạch y nam tử ngồi, trên hai chân trưng bày một thanh kiếm, hai tay của hắn án lấy lưỡi kiếm, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa như chút nước mưa sa, phương xa đỉnh núi phía sau có thể thấy lôi minh chi tượng. Phương Hàn Vũ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, mày kiếm không khỏi nhíu chặt. Tâm ngươi loạn, ngươi tại lo lắng ngươi vị kia huynh đệ. Một đạo âm lãnh thanh âm theo kiếm trong tay hắn bên trong toát ra, chính là lúc trước hắn lấy được vạn năm kiếm hồn. Phương Hàn Vũ mở miệng nói, lần này cùng trước kia khác biệt, nghe nói rất nhiều thánh tộc, đế tộc đều nghĩ hủy diệt đại dụ thần triều. Ngươi cũng có thể thấy rõ, huống chi thân ở trong đó phương vọng, ai bảo hắn không quản tới đại dụ thần triều, nghịch thiên mà làm, vốn là không có khả năng, ta khuyên ngươi đừng đi chịu chết, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, đừng nói giúp được hắn. Liền pháo hôi cũng không tính, đại dụ thần triều được cho là đông nhân gian trung tâm, nó chỗ nhắc lên kiếp số, đại thừa cảnh ở trong đó cùng phàm nhân không khác. Vạn năm kiếm hồn thanh âm vang lên, ngữ khí phức tạp. Phương Hàn Vũ không có trả lời, chẳng qua là nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt trở nên phiêu hốt. Lúc này, hắn sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Chỉ thấy một tên tóc trắng phơ nữ tử đi tới, cô gái này khuôn mặt thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt, tóc dài chấm đất. Người mặc áo trắng, bên hông quấn lấy lụa đỏ, khuôn mặt thanh lãnh mà mỹ lệ, trong tay nàng mang theo một cái bốc hơi nóng gốm sứ ấm nước. Nàng ngồi tại trước bàn, rót cho mình một ly trà, nói khẽ, mục tiêu của ngươi là hơn 20 năm sau đăng thiên giai, cái kia phương vọng mặc dù ngăn không được bách tộc vây công, cũng có thể chạy thoát, nhưng nếu là ngươi vô pháp tại đăng thiên trên bậc dừng chân, đợi đại tranh chi thế đến, ngươi liền cạnh tranh tư cách đều không có. Phương Hàn Vũ quay đầu, hỏi, sư phụ, phương vọng cùng đại dụ thần triều thật không có một tia phần thắng sao? Nữ tử tóc trắng đặt chén trà xuống, ngón trỏ tay phải cách không hướng trong chén một điểm, đi theo vung hướng mặt đất, trong chén nước trà bay lên, bắn tung tóe trên mặt đất. Vạn sự vạn vật đều có mệnh số, phương vọng chống lại không chỉ là nửa cái nhân gian, vẫn là tại chống lại thượng thương ý chí, nếu là nước trà này có thể hóa hỏa, vậy liền hắn có phần thắng. Nữ tử tóc trắng bình tĩnh nói. Phương Hàn Vũ lập tức đứng dậy, nhìn về phía trên mặt đất nước trà, nhìn thấy những cái kia nước đọng không có nửa điểm biến hóa, vầng trán của hắn ở giữa toát ra vẻ thất vọng. Nữ tử tóc trắng nói theo, phương vọng không biết tu luyện loại nào kỳ công, ta vô pháp thôi diễn hắn, đây là thôi diễn đại dụ thần triều tử kiếp vẫn chưa cải biến, nói cách khác này trường kiếp nạn về sau, đại dụ thần triều đem không còn tồn tại. Phương Hàn Vũ nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên, mặt đất bên trên nước trà giấy lên liệt diễm, theo điểm điểm ngọn lửa tốc độ cao đốt thành đống lửa, chi thế. Nữ tử tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, đi theo bấm ngón tay suy tính. Phương Hàn Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi nhìn về phía nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng tự lẩm bẩm, hoàng khí lại nổi lên, tử vi tái hiện, đại dụ thần triều không chỉ sẽ không diệt vong, lại còn sẽ sinh ra đại đế. Phương vọng, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nghe được sư phụ, Phương Hàn Vũ thở dài một hơi, đồng thời, hắn cũng âm thầm hoang mang, chẳng lẽ hắn vị huynh đệ kia thật sự là một vị nào đó, viễn cổ đại năng chuyển thế. Nhân Hoàng Đại Lục, phía đông khu vực, bao trùm bầu trời vô biên lôi vân chi hải bị chảm vì làm hai nửa, nhìn xuống đi, đại địa cũng bị chảm ra một đầu sâu không thấy đáy kẽ đất, hai đầu kéo dài tới đến đường chân trời phần cuối, kẽ đất độ rộng nói ít vượt qua 50 dặm, hai bên vùng núi tất cả đều vỡ nát, lọt vào trong tầm mắt đều là vết thương. Bụi đất tiếng động lớn khí mà lên. Phương vọng trôi nổi ở trên không trung, một tay dẫn theo thiên cung kích, trên người hắn khoác lên ám kim giáp lưới, áo giáp bên trên toát ra từng sợi màu vàng kim khí diễm, trên đầu mang theo thiên đạo ngự long quan, hai sợi màu vàng kim khí diễm theo sừng rồng tràn ra, giống như cánh phượng chập chờn, vượt qua dài hai trượng, cả người hắn giống như chiến thần lăng không. Thiên linh bảo thể, tại phương vọng sau đầu lơ lửng chính khỏa mặt trời nhỏ, lại sau này lơ lửng một quyển to lớn đồ lục, chính là Diệt Tuyệt Thần Lục. Diệt Tuyệt Thần Lục bày ra vượt qua dài trăm trượng, chung quanh phun trào quỷ dị sát khí, hắc ám mà đè nén. Thiên cung kích màu tím long lân hơi hơi đóng mở, đại biểu cho tiểu tử kích động tâm. Phương vọng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, tay phải của hắn đột nhiên buông ra thiên cung kích, nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng nổ vang rền,
thiên cung kích bộc phát ra tốc độ kinh khủng, xé rách bầu trời, bay vụt mấy trăm dặm, nhập vào một tòa vốn là phá toái hơn phân nửa trên núi. Đá vụn đánh bay, hoang vu mặt đất kịch liệt run rẩy. Cuồn cuộn trong bụi đất truyền ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, nóng rực máu tươi tách ra bụi đất, chỉ thấy đạo thập cửu nằm tại phế tích bên trong, thiên cung kích cắm ở trên lồng ngực của hắn, máu tươi theo lưỡi kích điên cuồng tuôn ra. Đạo thập cửu máu me đầy mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi, chật vật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản mệnh bảo linh đã bị đánh nát, hóa thành mấy chục khối lưỡi đao mảnh vỡ khảm nạm tại đống đá vụn bên trong. Làm sao có thể? Dựa vào cái gì? Đạo thập cửu cắn răng, giọng căm hận tự nói. Bọn hắn có thể là thiên địa càn khôn, ba người hợp lại vậy mà không làm gì được Phương Vọng. Chiến đấu bắt đầu không đến nửa nén hương thời gian, hắn liền muốn mất đi sức chiến đấu. Nếu không phải có Trúc Lang Sơn Quân, hàng ma tổ sư kiềm chế, hắn hoài nghi mình sẽ vẫn lạc, suy đoán như vậy làm hắn hoảng hốt, tuyệt vọng. Từ hắn bước vào thần thông cảnh lên, liền không có như thế vô lực qua, trước kia cho dù là gặp được cao hơn chính mình một tầng đại cảnh giới kẻ địch, đánh không lại, hắn cũng có thể trốn. Bây giờ hắn lại bị người vượt cảnh giới hạ gục, đạo thập cửu rõ ràng cảm giác được thiên cung, kích bên trong có một cỗ thần bí mà lực lượng đáng sợ tại tàn phá hắn thân thể, hắn linh đan, huyền tâm, gân cốt bách hải đang lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức tiêu vong. Hắn cắn chặt răng, hai tay bắt lấy thiên cung kích lưỡi kích, hắn diện mạo dữ tợn, lạnh giọng nói, tu hành 3000 năm, ta từ bỏ hết thảy, há có thể tại trước khi phi thăng ngã vào nơi này. Trên trời, Trúc Lang Sơn Quân cùng hàng ma tổ sư lần nữa vây công Phương Vọng, bọn hắn thân pháp tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa cả mắt. Trúc Lang Sơn Quân bản mệnh bảo linh là một quyển bức họa, họa bên trong không ngừng bay ra sơn nhạc, có núi lửa, băng sơn, kim sơn. Sơn độc chi sơn chờ một chút, thậm chí còn có ngọn núi tới gần Phương Vọng lúc, liền làm linh lực của hắn thúc đẩy sinh trưởng tốc độ chậm lại, tác dụng phong phú. Hàng ma tổ sư vung lên phất trần, giữa thiên địa sáng tối biến ảo, hắn trong phút chốc cưỡng ép đem Phương Vọng kéo vào hắn linh tượng bên trong, có thể khốn không được Phương Vọng một hơi thời gian. Diệt tuyệt thần lục, ngươi chẳng lẽ là Đông Công Hoàng chuyển thế? Hàng ma tổ sư thanh âm vang lên, ngữ khí trầm trọng. Phương Vọng mới hơn 300 tuổi, coi như đạt được diệt tuyệt thần lục truyền thừa, vì sao có thể tu luyện tới như thế tạo nghệ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoài nghi Phương Vọng bản thân liền nắm giữ diệt tuyệt thần lục, thế gian nắm giữ diệt tuyệt thần lục người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn duy nhất có thể nghĩ tới là Đông Công Hoàng. Đông Công Hoàng ve sầu thoát xác, tránh thoát thiên số, Phương Vọng không có trả lời hắn, chân đạp Lăng Tiêu Thần Tông, đi thẳng tới hàng ma tổ sư sau lưng, hữu quyền của hắn cao cao nâng lên, thân thể sườn xoáy tại không. Giờ khắc này, Phương Vọng khuôn mặt là lạnh lùng như vậy, trong mắt chỉ có thấu xương sát ý, thiên đạo chi tâm lệnh trong đầu của hắn không có tạp niệm, chỉ có sát ý. Chương 336, Thương Hải Đồ Thế. Hàng ma tổ sư vô ý thức quay đầu nhìn lại, dư quang đối đầu Phương Vọng ánh mắt, giờ khắc này, đạo tâm của hắn vì đó run lên. Hắn đặt ở bên hông tay trái lập tức lật tay thi pháp, sáng chói bạch quang theo trong cơ thể bắn ra, hình thành một tôn đại đỉnh hư ảnh, cấp tốc biến lớn. Oanh, Phương Vọng nắm tay phải mang theo hủy diệt hết thảy bá đạo lực lượng nện xuống, cường thế đánh nát đại đỉnh hư ảnh, đi theo rơi vào hàng ma tổ sư trên sống lưng. Tiếng gãy xương thanh thúy chói tai, hàng ma tổ sư thổ huyết, thân thể như là sao băng đánh tới hướng mặt đất, đánh xuyên đại địa. Phương Vọng đi theo quay người, thẳng hướng Trúc Lang Sơn Quân, thiên cung kích một lần nữa bay vào trong tay hắn, lưỡi kích bên trên còn kề cận đạo thập cửu vết máu. Trúc Lang Sơn Quân sắc mặt đại biến, hai tay kéo ra, sau lưng hiện ra cuồn cuộn mây mù, một vòng xích nguyệt bay lên, chiếm cứ nửa bên thương khung, ở đây xích nguyệt trước, vạn vật đều có thể cảm giác với bản thân nhỏ bé. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng bộc phát ra kinh thiên khí thế, Phương Vọng bỗng nhiên dừng lại. Rất nhiều đạp tiêu cảnh, chân hồn cảnh, Phương Vọng trong nháy mắt đoán được chân tướng, là những thánh tộc đó, đế tộc đối nhân hoàng đại lục phát khởi tổng tiến công thế. Tóc tai bù xù Trúc Lang Sơn Quân đồng dạng cảm nhận được, hắn cao giọng nói, như thế thiên thế, đại dụ thần triều là không thể nào ngăn trở. Vô luận ngươi có phải hay không Đông Công Hoàng, nên hiểu rõ, vạn sự vạn vật nhất định phải thuận thiên mà làm. Năm đó đại dụ thần triều cũng là dẫm lên một phương khác mạnh đại vận triều thành lập. Cũ mới thay đổi, chính là thiên địa vĩnh hằng bất biến trật tự, chỉ có đánh vỡ trật tự cũ, trùng kiến mới cách cục, này phương nhân gian mới có thể bước vào đại tranh chi thế. Đại dụ thần triều khí vận quá mức dày nặng, chỉ có phân cho chúng sinh, mới có thể đẩy nhân gian phát triển, ngươi chớ có sẽ cùng chúng sinh đối nghịch. Từng sợi quỷ dị khí diễm theo xích nguyệt bên trong tuôn ra, chui vào Trúc Lang Sơn Quân trong cơ thể khiến cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Phương Vọng thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Trúc Lang Sơn Quân, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đại biểu chúng sinh. Hắn cao cao nâng lên thiên cung kích, nhìn lên khung vẽ một thoáng, trong chốc lát, bầu trời xuất hiện một đầu màu đen lỗ hổng,
dài cùng mấy trăm dặm, hắn đi theo chấp kích đối hướng Trúc Lăng Sơn quân. Hoắc, trên trời màu đen lỗ hổng bên trong bỗng nhiên tuôn ra một đầu cuồng bạo dòng sông, nước hiện lên vàng óng chi sắc, thanh thế hạo đại, giống như một đầu thái cổ kim long phá thiên tới. Trúc Lăng Sơn quân định thần nhìn lại, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thất thanh kêu lên, Thông Thiên Đế Hà. Làm sao có thể? Thông Thiên Đế Hà, Thông Thiên Đế giám tầng thứ ba, thần thông, là chỉ có đi đến phá thiên cảnh mới có thể thi triển ra cường đại thần thông. Trúc Lăng Sơn quân trước kia đã từng đi truy tìm qua Hồng Huyền Đế truyền thừa, nhưng hắn vô luận đi đến tầng nào đại cảnh giới, đều không thể hạ gục cùng cảnh giới Hồng Huyền Đế, mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng tính được chứng kiến Thông Thiên Đế giám rất nhiều thần thông, khắc sâu ấn tượng. Thông Thiên Đế Hà vừa ra, hắn lưu động chi thế tăng vọt, tựa như bạo tẩu thái cổ kim long dương nanh múa vuốt nhào về phía Trúc Lăng Sơn quân, trong chớp mắt liền giết tới Trúc Lăng Sơn quân trước mặt. Trúc Lăng Sơn quân hai tay đẩy về phía trước, sau lưng to lớn xích nguyệt lướt qua hắn, đối diện ngăn trở Thông Thiên Đế Hà. Ầm ầm, Thông Thiên Đế Hà bao phủ Trúc Lăng Sơn quân cùng xích nguyệt, hắn dòng sông thật sự là quá mức khổng lồ, phảng phất thượng cổ thần thoại bên trong nữ oa bổ thiên lúc gặp phải thiên hà, từ trên trời giáng xuống, vung vãi nhân gian. Đoạn sơn tàn lâm đều là bị dình ngập, trọng thương trên mặt đất đạo thập cửu, hàng ma tổ sư tới không kịp né tránh, đều là bị Thông Thiên Đế Hà bao phủ. Thông Thiên Đế Hà bên trong, Trúc Lăng Sơn quân đứng tại xích nguyệt đằng sau, cuồng bạo dòng nước đánh thẳng vào xích huyết khiến cho hắn tóc trắng, áo bào liều mạng về sau túm, hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản. Phải chết! Hắn Thông Thiên Đế Hà so phá thiên cảnh Hồng Huyền Đế còn mạnh hơn. Trúc Lăng Sơn quân trong lòng sụp đổ nghĩ đến, hai cánh tay của hắn run rẩy, không ngừng hướng bộ ngực của mình tới gần. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng Đại Lục từng cái chiến trường đều có thể cảm nhận được phương vọng cùng Trúc Lăng Sơn quân uy áp mạnh mẽ, quay đầu nhìn lại, thậm chí có thể thấy chân trời hiện lên màu vàng kim, xinh đẹp huyễn cảnh. Phía nam, Kim Tiêu giáo mấy chục vạn tu sĩ đang ở mặt hướng mặt biển phần cuối, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, mặt biển phần cuối bầu trời xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hắc động, từng chiếc đội thuyền theo bên trong bay ra, còn có hình thể khổng lồ yêu thú, pháp bảo trùng trùng điệp điệp, tràn ngập cảm giác áp bách. Hồng Huyền Đế quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, tự lẩm bẩm, tiểu tử này, vậy mà có thể đem thi triển đến loại trình độ này. Bên cạnh Túc Huyền quay đầu liếc qua, nói, Hồng Huyền Đế Thông Thiên Đế giám, hắn nắm giữ truyền thừa thật là nhiều, mà lại cảm giác mỗi một loại đều siêu việt nguyên chủ. Hồng Huyền Đế nghe xong, sắc mặt biến hóa, hắn nghiêm mặt nói, siêu việt nguyên chủ. Ta xem chưa hẳn, dù sao đại đế mạnh mẽ ở chỗ cảnh giới. Túc Huyền không có lên tiếng. Lúc này, phía trước một tên Kim Tiêu giáo tu sĩ giơ cao kim tiêu cờ lớn, tức giận quát, chuẩn bị chiến đấu, tử thủ nơi này. Vạn cổ thiên thu, kim tiêu tranh nhau phát sáng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, đếm không hết kim tiêu giáo tu sĩ như là mưa tên bay lên không, Hồng Huyền Đế cùng Túc Huyền cũng bay lên mà lên, giết hướng chân trời. Một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ. Nơi này đã là khai chiến chậm nhất khu vực, những phương hướng khác giải đất duyên hải đã khai chiến. Làm Trúc Lăng Sơn quân ra sức ngăn cản lúc, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, đó là một tôn đen kịt quỷ thần, Chu Tiên Kinh Hồng Kiếm, chuẩn xác mà nói là Thiên Địa Chu Tiên Kiếm, dùng thiên địa vạn vật làm kiếm ý hóa quỷ thần rút kiếm một chảm, đem Trúc Lăng Sơn quân chặn ngang chặt đứt liên đới lấy xích nguyệt đi theo phá diệt, cuồng bạo dòng sông kéo tới, cọ rửa Trúc Lăng Sơn quân hai nửa thân thể. Trúc Lăng Sơn quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể nặng nề mà đập xuống đất. Thông Thiên Đế Hà nước ngâm lấy hắn khiến cho linh lực của hắn, khí huyết bắt đầu tán loạn, thương thế trên người căn bản là không có cách tự lành. Loại thống khổ này lệnh ý chí của hắn tiêu chìm xuống, như rơi vô biên địa ngục. Hắn thậm chí vô pháp phát lên một tia ý phản kháng. Cảm thấy đây chính là hắn nơi quy tụ. Hắn mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức dần dần lâm vào trong bóng tối. Trên bầu trời, Phương Vọng tay phải dẫn theo thiên cung kích, tay trái nắm thiên hồng kiếm, trên người màu vàng kim khí diễm tùy ý bùng cháy. Phảng phất vĩnh không tắt thái dương chân thần. Công tử, đây là thần thông gì? Cực kỳ lợi hại, thần thức đều không thể thăm dò vào trong đó. Thiên cung kích bên trong truyền ra tiểu tử tiếng kinh hô, ngữ khí tràn ngập sùng bái. Phóng nhãn nhìn lại, cả vùng bị hải dương màu vàng óng yên diệt, vạn vật mai táng tại trong nước sông, như thương hải đồ thế. Phương Vọng hồi đáp, Hồng Huyền Đế truyền thừa, Thông Thiên Đế Hà, tạm được. Hắn nâng lên thiên hồng kiếm, thân sau khi ngưng tụ thành quỷ thần. Quỷ thần cùng hắn đồng bộ huy kiếm, một đạo kiếm khí màu đen hạ xuống, lăng lệ đến cực điểm, giống như một đạo màu đen nguyệt nha từ trên trời giáng xuống, chảm ra một đầu dài mấy ngàn trượng khe rãnh. Khe rãnh bên trong, đạo thập cửu nằm trong vũng máu, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, không cách nào thấy rõ Phương Vọng dáng người, cho đến màu vàng kim tràn ngập tầm mắt của hắn. Thông Thiên Đế Hà tới, che mất thân thể của hắn.
Thông Thiên Đế Hà mạnh nhất không phải lực trùng kích, mà là trong nước sông tích chứa ăn mòn lực, phong ấn áp chế lực, này thần thông dùng tới đối phó mất đi sức chiến đấu hoặc là trọng thương kẻ địch thích hợp nhất. Chương 337, Đại Thánh Chi Đồ, Tầm Tiên Đạo Quân. Phương Vọng lần nữa huy kiếm, quỷ thần huy kiếm mà xuống, kiếm khí màu đen lần nữa bổ về phía bị Thông Thiên Đế Hà bao phủ đại địa, lần này mục tiêu của hắn là Hàng Ma Tổ Sư. Lại là một đầu dài mấy ngàn trượng khe rãnh xuất hiện, đem đại dương màu vàng óng bổ ra, Hàng Ma Tổ Sư dùng phất trần ngăn cản, có thể kiếm khí lướt qua, trong tay hắn phất trần biến thành tro bụi, thân thể về sau lảo đảo một bước, đi theo quỷ trên mặt đất. Máu tươi theo miệng của hắn bắn ra, máu vẩy một chỗ, hai bên trái phải trên vách núi bay lên màu vàng kim sóng biển, đang hướng hắn đánh tới. Chu Tiên, Hàng Ma Tổ Sư run giọng nói, hắn đã vô lực ngẩng đầu, có thể rõ ràng cảm giác được hồn phách của mình đang bị rút ra. Phương Vọng nhìn như tùy ý hai kiếm, kỳ thực là đem hết toàn lực, đủ để thu hoạch này hai tôn thiên địa càn khôn tính mệnh. Quỷ thần đứng ngạo nghễ thương khung, diệt tuyệt thần lục đang nằm trên biển mây, giữa thiên địa chỉ còn lại có Thông Thiên Đế Hà cuồn cuộn thanh âm. Phương Vọng mặt không biểu tình chờ đợi lấy ba tôn thiên địa càn khôn chết. Không thể không nói, thiên địa càn khôn sinh mệnh lực cực cường, mà lại ba người này so Huyền Chỉ đạo nhân đạo hạnh muốn cao một chút, mặc dù tao ngộ hắn rất nhiều thần thông thay nhau đả kích, vẫn không có chết bất đắc kỳ tử. Bất quá cũng sắp, không đến 10 hơi thời gian, Trúc Lăng Sơn quân hồn thể bị quỷ thần kiếm khí hấp thu, sinh cơ đoạn tuyệt. Về sau là đạo thập cửu, Hàng Ma Tổ Sư, hai người tại Thông Thiên Đế Hà bên trong còn muốn thi triển thủ đoạn khác, có thể Thông Thiên Đế Hà, đối bọn hắn ý chí làm hao mòn vượt xa dự đoán của bọn hắn rất nhanh liền đánh mất đấu trí. Ầm ầm, trên trời lôi vân cuồn cuộn, trận trận tiếng sấm vang lên. Phương Vọng tự hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, hắn cảm nhận được này, lôi vân cũng không phải là bởi vì bọn hắn chiến đấu uy áp mà xuất hiện, mà là tồn tại một loại nào đó thiên uy. Dần dần, Phương Vọng có minh ngộ. Thiên địa càn khôn ngã xuống, thiên địa rên rỉ. Này thiên uy là Huyền Chỉ đạo nhân ngã xuống mà đưa tới, mà Trúc Lăng Sơn quân, đạo thập cửu, Hàng Ma Tổ Sư thiên địa rên rỉ còn đang xúc thế bên trong. Phương Vọng ánh mắt quét tới, trong tay thiên hồng kiếm tan biến, tay trái của hắn đi theo hướng xuống cách không tìm tòi, hút tới mấy viên nhẫn chữ vật. Khi hắn triệt để hấp thu xong ba tôn thiên địa càn khôn hồn phách về sau, hắn tâm thần khẽ động, bao phủ đại địa Thông Thiên Đế Hà tiêu tán, phảng phất đại địa rút đi màu vàng kim áo ngoài. Giữa thiên địa lóng lánh từng sợi màu vàng kim khí khói, đem lôi vân đều chiếu sáng. Công tử, bọn họ có phải hay không? Tiểu tử thanh âm hưng phấn vang lên, có thể nó còn chưa nói xong, liền hơi ngừng. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp buông xuống. Phương Vọng nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy trên trời lôi vân bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái hùng vĩ to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm là một mảnh cực hạn hắc ám khiến cho người nhìn mà sợ. Lần lượt từng bóng người theo xa sút dưới. Tất cả đều là thân mặc áo đen, áo bào bên trên in một cái mâm tròn, phía trên có 6 cái đủ loại hình dáng thân ảnh chia đều mâm tròn, chợt nhìn, như đồng đại biểu lấy luân hồi lục đạo, trên mặt bọn họ còn mang theo thuần trắng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Phương Vọng nghĩ đến trước đó chui vào triều thánh phủ hai vị người thần bí, xem ra liền là đám người này đồng bạn. Những người này số lượng rất nhiều, liên tục không ngừng, bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến, trôi nổi tại Phương Vọng vùng trời, cách xa nhau ngàn trượng xa, phóng nhãn quét tới. Nói ít có 10 vạn số lượng còn tại tốc độ cao tăng trưởng. Phương Vọng tầm mắt rơi vào một tên ông lão mặc áo bào xanh trên thân, tên lão giả này không có mang theo mặt nạ, khuôn mặt tang thương, ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, hắn nhìn xuống Phương Vọng, như cùng ở tại nhìn xuống đất bên trên con kiến. Rất mạnh, Phương Vọng rõ ràng cảm giác được vị này, áo bào xanh lão giả so lúc trước ba vị thiên địa càn khôn, càng mạnh. Bất quá cũng không có mạnh đến làm hắn bất an mức độ, áo bào xanh lão giả nhìn xuống Phương Vọng. Chậm rãi mở miệng nói, chu diệt 4 tôn thiên địa càn khôn, Phương Vọng, thực lực của ngươi xác thực vượt qua bản tọa suy nghĩ, trải qua trận này, đông nhân gian khí số muốn giảm xuống không ít, ngươi có biết bồi dưỡng một tôn thiên địa càn khôn, cần chờ bao lâu? Phương Vọng bẻ bẻ cổ, nói, giết ngươi, đằng sau còn có người không phục sao? Áo bào xanh lão giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhấc cánh tay vung lên, mấy chục vạn mặt nạ thân ảnh cùng nhau song trưởng vỗ, nhục thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành khói đen, áo đen kịch liệt cổ động. Mênh mông khói đen cửa hàng tản ra đến, cấp tốc che khuất bầu trời. Phương Vọng cẩn thận cảm thụ, những cái kia khói đen là máu thịt biến thành, còn lưu lại máu thịt khí tức. Những người này vậy mà trực tiếp hiến tế chính mình. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ngầm hạ đến, Phương Vọng trực tiếp bị đẩy vào một phương thiên địa càn khôn linh tượng bên trong. Này linh tượng triển khai tốc độ so lúc trước gặp phải 4 vị thiên địa càn khôn, đại tu sĩ càng nhanh, Phương Vọng cũng không kịp tránh né. Đại địa lâm vào trong tối tăm, Trúc Lăng Sơn quân. Đạo thập cửu, Hàng Ma Tổ Sư thi thể bị hắc ám thôn phệ. Là hắn. Hắn là Hàng Long Đại Thánh đồ đệ,
Tầm Tiên đạo quân. Tiểu tử Thất Thanh kêu lên, nói ra áo bào xanh lão giả thân phận. Hàng Long đại thánh đồ đệ, đây chẳng phải là sống trên vạn năm, làm sao sống được? Phương Vọng nhìn về phía được xưng là Tầm Tiên đạo quân áo bào xanh lão giả, hơi hơi khiêu mi. Tầm Tiên đạo quân mặt không biểu tình, nói, nguyên lai là chân long tộc công chúa, xem ra sư phụ mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng lưu lại rất nhiều thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, thủ đoạn của hắn đem cùng hắn vận mệnh một dạng, thua ở thương thiên dưới chân. Oanh! Hắn toàn thân giấy lên màu đen liệt diễm liên đới lấy tóc trắng đều phất phới dâng lên. Từng đạo lôi đình theo trong lôi vân đánh xuống, tất cả đều rơi ở trên người hắn, theo hắn mỗi gặp một đạo lôi kích, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bên ngoài, nhân hoàng đại lục vùng trời trong lôi vân sấm sét vang dội, ánh chớp bên trong vậy mà rọi sáng ra Phương Vọng, cùng Tầm Tiên đạo quân rằng có hình ảnh là dùng Phương Vọng, sau lưng góc độ nhìn lại, Phương Vọng ngước nhìn cao cao tại thượng Tầm Tiên đạo quân. Hấp thu vạn quân lôi đình Tầm Tiên đạo quân là như vậy không ai bì nổi, hắn nâng tay phải lên, trong tay phất trần đồng dạng bắt đầu hấp thu lôi điện. Nhân hoàng đại lục gì à, hết thảy trong chiến trường đang tại chém giết lẫn nhau sinh linh nhóm không khỏi là, chú ý tới một màn này. Đại dụ thần triều nội bộ cũng giống như thế, vô số dân chúng, tu sĩ đi vào ngoài phòng, ngửa đầu nhìn lại. Đế cung bên trong, đại dụ hoàng đế đi ra đại điện, hắn đứng tại trên bậc thang, ngưỡng vọng chân trời trong lôi vân huyễn tượng, hắn không khỏi nhíu mày. Hồng Tiên Nhi đang cùng một vị chân hồn cảnh tu sĩ đại chiến, ánh mắt của nàng liếc hướng trời cao, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mặc cho ai thấy cảnh này, đều có thể cảm nhận được Tầm Tiên đạo quân mạnh mẽ, mà lại theo thiên uy buông xuống, bọn hắn thậm chí nghe được Tầm Tiên đạo quân thanh âm. Các ngươi nhìn cho thật kỹ đi, đây cũng là chống lại thương thiên xuống tràng. Nương theo lấy Tầm Tiên đạo quân thanh âm tại chúng sinh trong lòng hạ xuống, huyễn tượng bên trong hắn đột nhiên vung lên phất trần, đánh về phía Phương Vọng. Này vung lên, trên trời lôi vân bắn ra ngàn vạn lôi điện, cường quang lấp lánh khiến cho toàn bộ nhân hoàng đại lục mất đi màu sắc, ảnh hưởng tới từng cái chiến trường. Thiên địa càn khôn linh tượng bên trong. Phương Vọng thả người vọt lên, thiên linh bảo thể cùng thiên cương chí dương bá thể kết hợp với nhau, mạnh mẽ chống đỡ đầy trời lôi đình. Trong chớp mắt, hắn giết tới Tầm Tiên đạo quân trước mặt, trong tay thiên cung kích mạnh mẽ đâm mà đi. Tầm Tiên đạo quân hai mắt chừng một cái, trên trán da thịt bỗng nhiên tràn ra, một chiếc mắt nằm dọc nhô ra. Trong mắt bắn ra chùm sáng đáng sợ, đối diện đánh trúng Phương Vọng. Chương 338, vô trung chi địa, quyết chiến vận rủi. Đối mặt Tầm Tiên đạo quân đột nhiên mở ra thụ nhãn, Phương Vọng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn trong mắt bắn ra chùm sáng đánh trúng. Oanh, Phương Vọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lực lượng đáng sợ tàn phá hắn thiên linh bảo thể bên trên áo giáp khiến cho hắn nhíu mày. Này đạo chùm sáng bên trong ngoại trừ lực phá hoại, còn ẩn chứa một cỗ cực mạnh phong ấn lực lượng, chẳng qua là bị đánh trúng một lần, linh lực của hắn liền bị phong lại hơn phân nửa, điều động 10 điểm cứng đờ. Tầm Tiên đạo quân lần nữa vung lên phất trần đánh về phía Phương Vọng, vạn quân lôi đình hội tụ vào một chỗ, như một tấm thiên võng quét ngang mà đi, đồng thời, tay trái của hắn bắt đầu bấm pháp quyết. Đại địa phá toái, khói đen bay lên, rất có thôn phệ thiên địa vạn vật tư thế. Đối mặt kéo tới lôi đình thiên võng, Phương Vọng thả người nhảy lên, dễ dàng tránh thoát, hắn thuận thế đem thiên cung kích nhô ra, tay phải đi theo bung ra. Thiên cung kích bắn ra tốc độ đáng sợ, xuyên thủng ven đường biển mây, thế không thể đỡ. Đây là Phương Vọng ưa thích dùng nhất thủ đoạn, hắn nguyên lý chính là đại viên mãn ngự kiếm thuật. Thiên cung kích xẹt qua chân trời, Tầm Tiên đạo quân nâng lên tay trái, thi pháp ngăn cản, nhưng vẫn là bị chấn động đến lui lại, cái này khiến Tầm Tiên đạo quân không khỏi nhíu mày. Mà một màn này rơi vào nhân hoàng đại lục toàn bộ sinh linh trong mắt, không khỏi là phấn chấn. Bọn hắn không biết Tầm Tiên đạo quân. Có thể Tầm Tiên đạo quân lúc trước bày ra cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, này nhường trong lòng bọn họ không khỏi vì Phương Vọng lau một vệt mồ hôi. Bây giờ nhìn thấy Phương Vọng một kích đánh lui Tầm Tiên đạo quân, bọn hắn mới vừa ý thức đến vị này chính là Đông Công Hoàng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ tới thiên hạ đệ nhất thiên tài. Không, hắn đã không phải là thiên tài, mà là nhân gian cường giả hạng nhất. Đang lúc Phương Vọng muốn lần nữa tiến công lúc, Tầm Tiên đạo quân nhấc trưởng chụp về phía bầu trời. Lôi vân chi hải bỗng nhiên nổ tung, từng đạo giống như thái dương chi quang sông tập mà xuống, số lượng nhiều, vô pháp ức lượng, rất có chu thế chi thế, oanh, oanh, oanh. Đại địa bị oanh nổ, Phương Vọng không ngừng xê dịch, bởi vì linh lực bị phong hơn phân nửa, dẫn đến hắn không tốt thi triển Lăng Tiêu Thần Tông, chỉ có thể dùng thân thể tốc độ phản ứng tới tránh né. Hắn xê dịch tốc độ cực nhanh, cấp tốc tới gần Tầm Tiên đạo quân, một quyền đánh ra, tịch diệt thần kình bắn ra khiến cho Tầm Tiên đạo quân trước người không gian phá toái. Tầm Tiên đạo quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên toát ra ảnh tử hướng sau lưng thối lui, làm Phương Vọng nắm đấm sắp đánh trúng Tầm Tiên đạo quân lúc, hắn thân thể cùng ảnh tử trong nháy mắt thay thế.
Phương Vọng một quyền đánh tan tầm tiên đạo quân ảnh tử, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Đây là cái gì thân pháp? Hắn định thần nhìn lại, tầm tiên đạo quân đã chuyển đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Trên trời cột sáng còn đang không ngừng rớt xuống, Phương Vọng một bên tránh né, một bên suy tư. Hắn đưa tay thu hồi thiên cung kích, tay trái lần nữa nắm quyền, lần này, hắn dùng chính là đạo lực. Một quyền đánh ra, thiên địa đều vỡ, tầm tiên đạo quân thiên địa càn khôn linh tượng bị hắn một quyền đánh nát, lan tràn đại địa phía trên khói đen bay lên, như là liệt diễm bùng cháy. Thiên địa bát phương kéo tới âm lãnh cuồng phong, Phương Vọng liếc mắt quét tới, chân mày nhíu chặt hơn. Linh tượng sau khi vỡ vụn, hắn vậy mà không có trở lại hiện thực. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh tối tăm thiên địa, giữa thiên địa còn tràn ngập một loại độc quỷ dị khí, vô hình vô vị. Nếu là tu vi không bằng đại thừa cảnh tu sĩ rơi vào giới này, lại ở trong thời gian rất ngắn bị khí độc ăn mòn, thân tử đạo tiêu. Vì có thể để ngươi an tâm chiến đấu, bản tọa có thể nói là nhọc lòng, chuyên vì ngươi lựa chọn phù hợp chỗ. Tầm tiên đạo quân thanh âm vang lên, hắn trôi nổi ở chân trời, thân ở trong bóng tối. Mái đầu bạc trắng tùy ý phất phới, tựa như yêu ma râu tóc, kinh dị đáng sợ. Nhân hoàng đại lục, tối tăm bầu trời phía dưới, đếm không hết tu sĩ đang tại chém giết lẫn nhau đấu pháp. Hồng Huyền Đế liếc mắt nhìn đi, mày nhăn lại, tự nhủ, vô trung chi địa. Quả nhiên là tên kia thủ đoạn. Rất nhiều đang ở chiến đấu sinh linh thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết Phương Vọng, cùng tầm tiên đạo quân một trận chiến mới là trận này kiếp số then chốt. Phương Vọng có thể mặc kệ chính mình thân ở phương nào. Hắn hiện tại chỉ muốn giết tầm tiên đạo quân. Phương Vọng một tay xoay tròn thiên cung kích, hắn ngóng nhìn tầm tiên đạo quân, trong lòng suy nghĩ như thế nào chu diệt tầm tiên đạo quân. Tầm tiên đạo quân cùng hắn lúc trước gặp phải bốn vị thiên địa càn khôn, hoàn toàn khác biệt, không chỉ là tu vi mạnh hơn, thần thông cũng càng là quỷ bí khó lường. Ai chờ đột phá thần thông cảnh, phải nghĩ biện pháp chỉnh hợp hạ thần thông, khuyết thiếu tất sát kỹ a. Phương Vọng nói một mình cảm khái nói. Tiểu tử nhịn không được kêu lên. Công tử, cũng không nhìn một chút đối thủ của ngươi cao hơn ngươi nhiều ít cảnh giới, còn muốn làm sao tất sát a? Phương xa tầm tiên đạo quân đồng dạng nghe được Phương Vọng, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có gọi hàng, càng không có ra tay, mà là tại chỗ cũ thi pháp. Thiên pháp tuy thưa, địa linh ưu tư, vận rủi như mạng, vô cùng nghịch huyền, là ác tức ác, là huyền tức huyền, thỉnh thiên thương hại, thỉnh thần ân rủ xuống. Tầm tiên đạo quân hai tay thi pháp, trong miệng tốc độ cao niệm chú ngữ. Trong chốc lát, Phương Vọng cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao buông xuống. Phương Vọng trong nháy mắt liên tưởng đến Hồng Trần đề cập qua ách vận thiên thần. Phương Vọng lúc này ngưng tụ thông thiên pháp tướng, cao ngàn trượng thông thiên pháp tướng hiện thân, ngay sau đó là từng kiện bản mệnh bảo linh. Thiên Hồng Kiếm, Càn Khôn Phiến, Luân Hồi Trung, Lục Hợp Bát Hoang Tỷ, Thúc Thiên Kim Lăng, Trấn Thế Châu, thấy Phương Vọng ngưng tụ ra nhiều như vậy bản mệnh bảo linh, tầm tiên đạo quân nhíu mày, hắn tầm mắt bất phàm. Liếc mắt liền nhìn ra này chút bảo linh nhất định không phải phàm vật. Cửu mệnh chi tài, vận may thao thiên. Tầm tiên đạo quân trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ ghen ghét. Thương thiên tại sao lại sản sinh ra dạng này thiên chi kiêu tử, lại vì sao muốn diệt hắn? Chẳng lẽ là sáng tạo quá mức kinh diễm, có sai lầm thiên địa cân bằng, cho nên dâu diệt chi? Đã như vậy, ngày đó liền ban cho ta lực lượng mạnh hơn đi. Tầm tiên đạo quân ánh mắt ngưng tụ, khí thế của hắn tăng vọt, vận rủi lực lượng hóa thành như dòng khói đen vờn quanh thân. Đúng lúc này, Phương Vọng đánh tới. Không ai bị nổi thông thiên pháp tướng vung lên Thúc Thiên Kim Lăng. Thúc Thiên Kim Lăng trong nháy mắt kéo dài mấy trăm dặm, quét ngang hắc ám bầu trời, đánh trúng tầm tiên đạo quân. Một cỗ vô hình lực lượng đánh văng ra Thúc Thiên Kim Lăng, tầm tiên đạo quân đi theo thẳng hướng Phương Vọng, oanh, hai người đụng vào nhau, thi triển thần thông, không ngừng va chạm, hắn hình ảnh chiếu tại nhân hoàng, đại lục vùng trời khiến cho vô số sinh linh vô pháp bắt thân hình của bọn hắn. Chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối không ngừng có linh lực nổ tung, đủ mọi màu sắc đều có. Nương theo lấy Phương Vọng cùng tầm tiên đạo quân bày ra quyết chiến, nhân hoàng đại lục một phương tham chiến sinh linh sĩ khí phóng đại, tất cả đều nhiệt huyết dâng trào, toàn lực mà chiến. Toàn bộ thiên hạ quanh quẩn tiếng chém giết, tiếng hò hét, tiếng nổ vang rền, giống như tận thế buông xuống. Vô trung chi địa bên trong, Phương Vọng tốc độ cao vung vẩy thiên cung kích, vừa nhanh vừa mạnh, dương khí như diễm, vờn quanh thân. Sau lưng thông thiên pháp tướng không ngừng thôi động hắn mặt khác bản mệnh bảo linh. Càn khôn phiến vung ra mênh mông chi hỏa, hoành đãng thương khung, tầm tiên đạo quân bị đốt đi một thoáng sau liền không còn dám tiếp. Tầm tiên đạo quân thả người vọt lên, vỗ tới một trưởng, vận rủi hóa thành to lớn hắc trưởng hạ xuống. Kết quả luân hồi trung lăng không gắn vào Phương Vọng trên thân, vì hắn ngăn lại một chiêu này. Luân hồi trung mặt ngoài xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, đồng thời giấy lên nhiều lần cháy khói. Chương 339, thần thông lựa chọn kỳ chủ. Tiên thần khí tức, tiểu tử này đối thông thiên đế dám tạo nghệ đã siêu việt ta.
Hồng Huyền Đế nhìn lên bầu trời, trong lòng cảm khái nói. Dùng nhãn lực của hắn, đủ để nhìn ra tầm tiên đạo quân đã không tầm thường thiên địa càn khôn, cái này khiến hắn vì Phương Vọng lau một vệt mồ hôi. Mặc dù người mang tuyệt học lại nhiều, như thế chênh lệch, muốn thế nào vượt qua. Đại dụ thần triều, đế thành bên trong. Hồng Trần ngồi tĩnh tọa ở trên mái hiên, ngưỡng nhìn lên bầu trời bên trên huyễn tượng, hắn ánh mắt bình tĩnh, không có một tia sầu lo. Phương Vọng đã mở ra thiên đạo chi tâm, quên đi tất cả tạp niệm, chỉ muốn hạ gục tầm tiên đạo quân. Lục hợp bát hoang tỷ đối diện đụng vào tầm tiên đạo quân, tầm tiên đạo quân xuất ra một kiện bảo tháp, đem lục hợp bát hoang tỷ cưỡng ép đỡ được. Hắn trên trán thụ nhãn đi theo tuôn ra từng đầu quỷ dị màu trắng liệt diễm, xoay tròn lấy vòng qua lục hợp bát hoang tỷ, hóa thành vô số đầu, muốn cuốn lấy Phương Vọng. Phương Vọng vung vẩy thiên cung kích, ngăn lại theo từng cái hướng đi đánh tới màu trắng liệt diễm. Ầm ầm, cao cao tại thượng trấn Thế Châu đang ở thôn phệ lấy thiên địa vạn vật, vô số đá vụn theo trong hắc vụ bay vụt mà lên, tràn vào trấn Thế Châu bên trong, Trúc Lang Sơn quân, Đạo Thập Cửu, hàng ma tổ sư thi thể cũng ở trong đó. Tầm tiên đạo quân đá một cái bay ra ngoài luân hồi chung, to tiếng chuông làm hắn nhíu mày, nhưng hắn vẫn là vừa sải bước đến Phương Vọng trước người, tay trái đánh trên ngực Phương Vọng, cấp tốc biến hóa cử chỉ, liên tục đánh ra mười mấy pháp quyết. Phương Vọng chẳng qua là thân hình run lên, đột nhiên há miệng, thần dưỡng kiếm khí theo trong miệng bắn ra, tầm tiên đạo quân phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh né, có thể tai phải vẫn là bị cắt thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Hết thảy phát sinh cực nhanh, thoáng qua ở giữa, hai người có thể giao thủ hơn trăm lần. Nguyên lai đại biểu thượng thương ngươi cũng là sẽ đổ máu. Tiểu tử thanh âm vang lên, nó tràn ngập mỉa mai lời lệnh tầm tiên đạo quân trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Tầm tiên đạo quân lần nữa phân hóa ra ảnh tử, lần này số lượng ngàn vạn khiến cho Phương Vọng, nhất thời đều khó mà phân rõ ràng hắn thật người ở chỗ nào. Nếu không phân rõ, vậy liền tất cả đều diệt. Phương Vọng ánh mắt run lên, trên mặt đất mênh mông quỷ vụ chi bên trong bay ra từng tôn quỷ thần. Chúng nó tốc độ cao huy kiếm, đếm không hết quỷ thần kiếm khí chảm ra, không có kết cấu gì khiến cho toàn bộ thiên địa lâm vào một loại ngổn ngang, mà phá toái bầu không khí bên trong. Tầm tiên đạo quân từng đạo ảnh tử bị chu diệt, hắn chân thân phóng lên tận trời, không có vào trong đám mây. Thông thiên pháp tướng quay người, cầm trong tay to lớn thiên hồng kiếm, nhìn lên chém đi, một đạo đủ, để chặt đứt nhân gian bất luận cái gì một tòa núi cao to lớn kiếm khí gió lốc, mà lên, muốn chảm thiên, oanh một tiếng. Cuồn cuộn lôi vân bỗng nhiên đánh văng ra, một đầu ánh vàng rực rỡ vô biên cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tại bàn tay lớn này trước, cao ngàn trượng thông thiên pháp tướng như là trên mặt đất hạt cát nhỏ bé. Phương Vọng nhất kích đi lên ngăn trở, thiên đạo ngự long quan bắn ra chói mắt quang thải, bên trong dự trữ sụp sôi linh lực bị hắn điều động. Làm quỷ thần kiếm khí cùng bàn tay lớn màu vàng óng chạm vào nhau, nguyên bản to lớn quỷ thần kiếm khí trong nháy mắt bị ngăn lại, mà bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống tốc độ cũng chậm lại. Người nghĩ thắng thiên, đó là si tâm vọng tưởng. Tầm tiên đạo quân thanh âm vang lên, hắn đứng tại bàn tay lớn màu vàng óng bên trên, nhìn xuống phía dưới ngăn cản hắn Phương Vọng. Một màn này rơi vào nhân hoàng đại lục vô số sinh linh trong mắt, không khỏi là thần tâm chấn động. Tầm tiên đạo quân giống như thiên thần hạ phàm, thi triển thần thông rung động mỗi một vị người quan chiến, cũng lệnh đại dụ thần triều, vọng đạo, kim tiêu giáo sĩ khí giảm lớn. Hàng Long đại lục, trụy thiên bí cảnh bên trong. Một chỗ bên cạnh hồ. Hàng Long Đại Thánh đang cùng nô bộc của chính mình nhóm nhìn xem trên mặt hồ không, chỉ thấy mặt hồ hiện ra hào quang, mà những ánh sáng này đem Phương Vọng cùng tầm tiên đạo quân đại chiến soi chiếu ra tới. Lúc trước bị Phương Vọng chu diệt ở đây Lam Tâm Tiên Tử, Lương Tầm Thu đứng ở trong đám người quan chiến, bọn hắn vẻ mặt khẩn trương, thậm chí không dám chớp mắt. Nhớ năm đó, bọn họ cùng Phương Vọng cùng nhau đi vào trụy thiên bí cảnh, lại thêm tiêu thần, bốn người quyết chiến cạnh tranh Hàng Long Đại Thánh tuyệt học. Bọn hắn mặc dù đều chết trong tay Phương Vọng, đều tâm phục khẩu phục, sau khi chết trở thành hồn phách, vẫn phải Hàng Long Đại Thánh chiếu cố, xem như nhân họa đắc phúc. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, Phương Vọng vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này, mấu chốt nhất là hắn đối mặt địch người đại biểu lấy thượng giới. Tầm tiên đạo quân lời cũng truyền vào trụy thiên bí cảnh bên trong, cái kia cao cao tại thượng giọng điệu lệnh Lam Tâm Tiên Tử, Lương Tầm Thu cùng với mặt khác quỷ hồn đều hết sức phản cảm, bọn hắn đều đang mong đợi Phương Vọng có thể thắng. Hàng Long Đại Thánh đứng tại phía trước, vuốt râu quan chiến, một bộ áo bào trắng theo gió hơi hơi phiêu đãng, không biết suy nghĩ cái gì. Đại Thánh, cái này người thật chẳng lẽ là thần tiên trên trời hạ phàm? Lương Tầm Thu nhịn không được hỏi. Mặt khác quỷ hồn đồng dạng nhìn về phía Hàng Long Đại Thánh. Bọn hắn đều nghe Hàng Long Đại Thánh truyền thuyết lớn lên, Hàng Long Đại Thánh nổi danh nhất sự tích không phải liền là khiêu chiến tiên thần. Hắn cách tiên thần kém xa, hắn này phần thực lực còn chưa đủ để vấn đỉnh nhân gian tối cường. Hắn không phải là đối thủ của Phương Vọng, bất quá hắn hết sức thông minh, hắn lựa chọn địa phương có lợi cho hắn,
có lẽ Phương Vọng thật sẽ đối mặt tiên thần. Hàng Long Đại Thánh hoang đường nói ra, ngữ khí bình tĩnh, để cho người ta nghe không ra tâm tình của hắn. Cùng lúc đó, Phương Vọng tách ra bàn tay lớn màu vàng óng, hắn trên không trung đằng đảo, thân hình cấp tốc biến lớn, càng trở nên có tới vạn trượng cao, giờ khắc này hắn giống như thiên địa chân thần. Trên người dương khí liệt diễm hóa thành từng đầu màu vàng kim long khí, khiến cho hắn trở thành vô trung chi địa chói mắt nhất tồn tại. Thông thiên pháp tướng rút vào trong cơ thể hắn, nhưng hắn bản mệnh bảo linh nhóm lại là không có tan biến, mà là trôi nổi sau lưng hắn. Hắn vung kích đi lên quét tới, tầm tiên đạo quân vô ý thức đan sen hai tay đón đỡ, linh lực hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh lui. Phương Vọng nhắm mắt lại, thả người vọt lên, thân hình khôi phục nguyên bản hình thể. Hắn lần nữa giết tới tầm tiên đạo quân trước mặt. Mưa rông gió bão thế công lệnh tầm tiên đạo quân chống đỡ đến có chút cố hết sức. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng là một loại khác lực lượng. Hắn đến cùng tu hành nhiều ít đại thánh, đại đế chi pháp. Tầm tiên đạo quân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn bắt đầu càng ngày càng tức giận. Hắn phát hiện Phương Vọng vậy mà bắt đầu từ bỏ phòng thủ, mà linh lực của hắn đánh vào Phương Vọng trong cơ thể, cơ hồ là, trong nháy mắt liền bị một cỗ cao thâm mặt chắc lực lượng thần bí triệt tiêu. Không phải linh lực, không phải lực lượng cơ thể, cũng không phải lúc trước thần bí mà bá đạo khí kình, là một loại khác tầm tiên đạo quân chưa từng chứng kiến lực lượng. Tầm tiên đạo quân không tin tà, đem hết toàn lực thi triển thần thông, nhưng hắn căn bản không đả thương được Phương Vọng. Chiến đấu lần nữa khôi phục rằng có bên trong, cũng lệnh đang đứng ở chiến tranh nhân hoàng đại lục chúng sinh thở dài một hơi. Giờ phút này, Phương Vọng lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Trước đó, hắn bế quan tu luyện đồng thời đều sẽ suy nghĩ chính mình nên sáng tạo, như thế nào thần thông, có thể nội tâm của hắn đung đưa không ngừng, có quá nhiều ý nghĩ. Bây giờ trong chiến đấu, Phương Vọng dần dần tìm được một loại cảm giác kỳ diệu. Cùng hắn tự mình lựa chọn thần thông, không bằng nhường thần thông lựa chọn chính mình. Trong chiến đấu, hắn hết thảy thần thông vừa đi vừa về thi triển, lực lượng của bọn nó sẽ dẫn dắt hắn sáng tạo độc thuộc về hắn toàn tân thần thông. Mà cái này thần thông, hắn hy vọng là có thể chu tiên. Tầm tiên đạo quân mặc dù không phải tiên thần, có thể Phương Vọng ở trên người hắn cảm thấy cùng phàm linh hoàn toàn khác biệt khí tức, có lẽ cái kia chính là vận rủi lực lượng của thiên thần khí tức. Chương 340, bất tử bất diệt, thượng thương không dung. Tu hành hơn 300 năm, tu hành qua kiếm đạo, truyền thừa qua thể tu chi pháp, nắm giữ rất nhiều loại hình đạo khác nhau pháp thần thông, mà Phương Vọng chưa bao giờ không có phán đoán qua mình rốt cuộc muốn đi thế nào một đạo. Dù cho là dung hợp nhân gian vạn pháp, khai sáng có thể đạp đất thành tiên tuyệt học, mà này tuyệt học cũng phải có thuộc tại định vị của mình. Phương Vọng còn vô pháp suy nghĩ thành tiên chi pháp, nhưng hắn hiện tại đến nghĩ thần thông của mình cảnh hẳn là sáng tạo, như thế nào thần thông. Tu tiên giả cảnh giới càng cao, nắm giữ thần thông, pháp thuật càng nhiều, nhưng vô luận là cảnh giới cao bao nhiêu tu tiên giả, đều có chính mình đạo. Phương Vọng một bên chiến đấu, một bên đắm chìm ở suy nghĩ của mình bên trong. Mặc dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể dựa vào bản năng chiến đấu, hơn nữa còn có thể không ngừng thi triển thần thông. Đây là tiểu tử cảm nhận được Phương Vọng trong cơ thể lực lượng thần bí, trong lòng hết sức kinh ngạc. Dần dần, Phương Vọng trên người màu vàng kim dương khí dần dần biến thành màu trắng bạc. Cả người khí thế không nữa như lúc trước như vậy cường thế, nhưng lại có loại hạo nhiên vô biên cao thâm hình ảnh. Tầm tiên đạo quân cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu lỗ hổng chiêu, liên tục tao ngộ công kích. Chỗ chết người nhất chính là linh lực, của hắn vòng bảo hộ không cách nào lại bảo hộ hắn. Hắn không thể không tốc độ cao nhất xê dịch, một bên tránh né, một bên phản kích. Hai người lên trời xuống đất, chiến trường không ngừng mở rộng, mỗi một lần xê dịch đều có thể dễ dàng nhảy vọt mấy trăm dặm. Bọn hắn đụng nát ven đường hết thảy cản đường núi cao, rung sụp đi ngang qua giang hà. Vô trung chi địa nhìn như cửu âm phủ, trên thực tế cũng tồn tại sinh linh, những sinh linh kia giống như u linh, mặt đối Phương Vọng cùng tầm tiên đạo quân đại chiến, chúng nó hoảng hốt chạy trốn, mặc dù hình dáng không giống nhau, nhưng có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là toàn thân hiện ra u quang. Phương Vọng bỗng nhiên bắt lấy tầm tiên đạo quân đầu, đưa hắn theo trên mặt đất bên trên, một đường ma sát mấy ngàn dặm. Mặc dù không có khiến cho hắn chịu nghiêm trọng thương thế, có thể này thật sâu nhục nhã đến hắn. Hắn không thể nào hiểu được Phương Vọng làm sao đột nhiên mạnh lên rồi. Vẫn là nói, Phương Vọng lúc trước căn bản không có nghiêm túc, giờ phút này, soi chiếu lấy bọn hắn huyễn tượng một mực tại truy tung thân ảnh của bọn hắn. Người quan chiến mặc dù thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, cũng có thể đánh giá ra tầm tiên đạo quân đang bị Phương Vọng đè lên đánh. Trên biển, đếm không hết pháp thuyền lơ lửng, phía trước là hỗn loạn đại chiến. Chiến hỏa liên thiên, sóng biển bốc lên. Một cây thêu lên thật chữ cờ lớn dưới, một tên cung trang nữ tử đứng tại boong thuyền. Nàng hai tay đặt ở bụng dưới trước, tư thái thướt tha, mặt mang hắc sa, mái tóc đen dày cuộn tại mũ phượng bên trong. Nàng nhìn lên bầu trời bên trên chiến đấu, trong mắt tràn đầy dị sắc. Thiên đạo Phương Vọng.
ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền tiên thần người thừa kế đều không làm gì được ngươi sao? Cung trang nữ tử tự lẩm bẩm, ngữ khí phức tạp. Không chỉ là nàng, nhân hoàng đại lục từng cái hướng đi, trên trăm phương thánh tộc, đế tộc lĩnh quân người đều vì phương vọng thực lực thấy rung động. Tại bọn hắn tề lực vây công dưới, nhân hoàng đại lục căn bản ngăn không được, chiến tuyến không ngừng co vào, công hãm nhân hoàng đại lục ngày đã không xa. Có thể mặc dù lấy được như thế ưu thế, hết thảy người tham chiến tâm càng ngày càng không chắc. Trên trời huyễn tượng bên trong chiến đấu thật sự là thật đáng sợ. Bọn hắn mặc dù có thể thắng, san bằng đại dụ thần triều về sau, có hay không có thể tiếp nhận thiên đạo phương vọng lửa giận, đại dụ thần triều, vọng đạo, kim tiêu giáo các tu sĩ mặc dù ở vào hạ phong bên trong, nhưng tâm tình của bọn hắn vừa vặn tương phản. Có dạng này cái thế đại năng che chở bảo vệ bọn hắn sao lại thua? Ha 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 ha! Thoải mái! Thoải mái! Một thân đạo bào Khương Thần Minh điên cuồng cười nói, hắn trên không trung tùy ý va chạm, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Dù cho là chân hồn cảnh đại tu sĩ cản ở trước mặt hắn, cũng gánh không được lực lượng của hắn, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hắn chính là trên phiến chiến trường này cường thế nhất tồn tại, ngoài trăm vạn dặm. Kiếm khí túng hoành thiên địa, phong tỏa xung quanh trăm dặm chỗ, kiếm tiên Hứa Ngôn rút kiếm lăng không dậm chân, ven đường tất cả kẻ địch bị định trên không trung, từng đạo kiếm khí cắm trên người bọn hắn, làm Hứa Ngôn đi ngang qua bọn hắn lúc, bọn hắn liên tục hóa thành xương máu. Dương Độc, Đế Hải Tam Tiên, Trúc Viêm, Lữ Tiên Mệnh các loại vọng đạo các tu sĩ tại từng cái chiến trường triển hiện chính mình mạnh mẽ, cho dù địch nhiều ta ít, bọn hắn vẫn không sợ hãi chút nào, bởi vì có đạo chủ tại cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Một bên khác, vô trung chi địa bên trong, phương vọng đã quên đi thời gian, quên đi ngoại vật, túy tâm tại tự thân ngộ đạo bên trong. Vô lượng vô cấu đạo cốt đang ở phát huy tác dụng, hắn bên ngoài thân mơ hồ có khung xương hư ảnh, chẳng qua là bị màu bạc trắng dương khí che đậy, không nhìn kỹ, rất khó coi đến. Mà thân là phương vọng đối thủ, Tầm Tiên đạo quân thấy rất rõ ràng. Hắn bắt đầu sợ hãi, ngươi đến tột cùng là ai? Tóc tai bù xù, máu me khắp người Tầm Tiên đạo quân cắn răng hỏi. Hắn không có ý thức đến thanh âm của mình thông qua thiên thần chi lực, truyền đến nhân hoàng đại lục. Này quy tắc bản thân là vì để cho nhân hoàng đại lục chúng sinh từ bỏ chống lại, thuận tiện thành lập uy vọng của hắn, hiện nay, ngược lại lệnh bách tộc hoảng sợ. Vị này có thể so với tiên thần tồn tại muốn không ngăn được sao? Phương Vọng không có trả lời Tầm Tiên đạo quân. Vẫn như cũ bảo trì thế công. Tầm Tiên đạo quân nổi giận, phương vọng đây là tại miệt thị hắn. Càn rỡ. Bản tọa đến đại thánh truyền thừa, lại phải thiên thần chiếu cố. Há lại ngươi có thể vũ nhục. Tầm Tiên đạo quân gần như điên cuồng tiếng gầm gừ vang vọng nhân hoàng đại lục vùng trời, quanh quẩn tại vô trung chi địa bên trong. Đại thánh truyền thừa, thiên thần chiếu cố, chúng sinh bị chấn nhiếp đến. Vị này Tầm Tiên đạo quân lai lịch thật sự là dọa người, cho dù là cùng hắn cùng một chiến tuyến bách tộc cũng bị hù dọa. Đột nhiên, Tầm Tiên đạo quân ôm lấy Phương Vọng, cưỡng ép ngăn chặn Phương Vọng thế công, hai người ngừng trên không trung, khí thế tương xung đưa, tới trùng kích quét ngang phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy tồn tại. Thượng thương không dung nhiệt xúc, cảm thụ tiên thần lửa giận đi. Tầm Tiên đạo quân diện mạo dữ tợn giận dữ hét, oanh một tiếng, hắn thân thể bùng nổ khủng bố bạch diễm, trong nháy mắt bao phủ Phương Vọng, sóng lửa phóng lên tận trời, tựa như một tia sáng trắng đem trọn cái tối tăm thiên địa một phân thành hai. Nhân hoàng đại lục chung quanh hết thảy chiến trường, càng ngày càng nhiều người tham chiến bắt đầu dừng tay, lẫn nhau kéo dài khoảng cách, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn đều có thể nghe được Tầm Tiên đạo quân tiếng gào thét, là điên cuồng như vậy, cuồng loạn, che giấu trong thiên địa tất cả tiếng vang. Rất khó tưởng tượng Tầm Tiên đạo quân đang gặp lấy như thế nào thống khổ, nhưng bọn hắn ý thức được hai người này quyết trên chiến mã liền phân ra cao thấp. Một thân hồng y Chu Tuyết đứng tại tràn đầy vết máu phế tích phía trên. Nàng mặt không thay đổi ngưỡng nhìn lên bầu trời, chẳng qua là nàng nắm nghịch tuyệt kiếm tay phải bóp rất chặt. Bầu trời huyễn tượng bên trong, cái kia xâm nhiên đáng sợ màu trắng liệt diễm chiếm cứ hơn phân nửa huyễn tượng, Tầm Tiên đạo quân còn đang khét gào lấy, Phương Vọng trên người giáp vị tựa hồ tại hòa tan, thân hình rõ ràng nhỏ một vòng. Phương Vọng, nhục thể của ngươi cũng không có giống ngươi tín nhiệm cường đại như vậy. Tầm Tiên đạo quân điên cuồng cười nói, trong tiếng cười tràn ngập sát ý, hận ý. Đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên rơi trên vai phải hắn, chuẩn xác mà nói là một cái tay xương. Hai mắt của hắn lập tức trừng lớn, còn chưa chờ hắn phản ứng, một cái tay khác xương rơi vào vai trái của hắn lên. Oanh, màu trắng biển lửa đột nhiên đánh văng ra, vô số người quan chiến ngửa đầu, định thần nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn không khỏi trừng lớn. Chỉ thấy Tầm Tiên đạo quân bị nhân sinh xé xác thành hai nửa, chính là Phương Vọng cách làm, thời khắc này Phương Vọng đã hóa thành bạch cốt. Trên người máu thịt 10 điểm thưa thớt, trên mặt càng là chỉ có một con mắt, giống như đến từ cửu U Ma Thần. Nương theo lấy màu trắng biển lửa tán đi, hắn
hắn khung xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dẫn đến máu thịt. Chương 341, đế đối thần, Phương Vọng hai tay dẫn theo tầm tiên đạo quân hai nửa thân thể, thiên cung kích trôi nổi sau lưng hắn, bị ánh bạc bao vây lấy. Bám vào tại thiên cung kích bên trên tiểu tử đồng dạng xem ngây người, ngươi. Tầm tiên đạo quân thanh âm vang lên, ngư khí tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Làm Phương Vọng trên mặt mọc ra máu thịt về sau, mí mắt bao trùm trong mắt của hắn, giờ phút này, hắn đang nhắm mắt lại, thiên linh bảo thể áo giáp cấp tốc bao trùm ở ngoài thân thể hắn lên. Đối mặt tầm tiên đạo quân kinh hô, hắn thờ ơ, hai tay thôi động diệt tuyệt thần lục, lực lượng khiến cho tầm tiên đạo quân hai nửa thân thể biến thành tro bụi. Một màn này rung động thật sâu đến hết thảy người quan chiến. Bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ, đây là tất cả mọi người cảm thụ. Tầm tiên đạo quân không phải không mạnh, ngược lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là chết thảm ở Phương Vọng trong tay. Mặc dù Phương Vọng bị thiêu hủy thân thể, có thể nhìn hắn tự lành năng lực, tất cả mọi người cảm giác được tầm tiên đạo quân cùng Phương Vọng chênh lệch cực lớn. Đây tuyệt đối không phải may mắn chiến thắng, mà là nghiền ép, làm Phương Vọng nổi sát tâm về sau, không ai bị nổi tầm tiên đạo quân trực tiếp bị tay xé. Mặc dù có đại thánh, tiên thần truyền thừa, tầm tiên đạo quân vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phương Vọng. Còn rơi vào thê thảm như thế xuống tràng, Phương Vọng trong lòng bọn họ hình ảnh vô hạn cất cao. Nương theo lấy tầm tiên đạo quân khí tức tan biến, Phương Vọng đi theo mở mắt, giờ khắc này, nhân gian hết thảy đang nhìn xem trận chiến này, huyễn tượng sinh linh đều cảm giác bị Phương Vọng tầm mắt để mắt tới. Đó là một loại tuyệt đối lạnh lùng ánh mắt, cùng lúc đó, các nơi bầu trời huyễn tượng bắt đầu tan biến. Cùng ngày khung huyễn tượng tan biến về sau, trên trăm phương thánh tộc, đế tộc dồn dập hạ đạt ra lệnh rút lui. Vô trung chi địa bên trong, Phương Vọng trôi nổi trong bóng đêm, hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ quỷ dị siêu phàm khí tức tại tan biến. Làm cỗ khí tức kia hoàn toàn biến mất về sau, Phương Vọng mới vừa rời khỏi thiên đạo chi tâm trạng thái. Vô lượng vô cấu đạo cốt quả nhiên mạnh hơn thiên cương chí dương bá thể. Phương Vọng ánh mắt lấp lánh, trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan suy nghĩ. Mặc dù không có thân thể, hắn đạo cốt còn tại, thậm chí có thể bảo hộ hắn hồn phách. Nếu như hắn thi triển cửu cực huyết tế thuật, hồn phách lại tồn tại ở đạo cốt bên trong, có hay không có tính khả thi? Thi triển xong cửu cực huyết tế thuật, thân thể nhân quả, mệnh số đều tán, sẽ rất khó lại thúc đẩy sinh trưởng máu thịt, trừ phi hắn tìm tới tu vi đồ vật, lại thi triển cửu mệnh niết bàn kiếm quyết, tái tạo thân thể. Sinh linh nếu không có thân thể, hoặc là đầu thai, hoặc là trở thành quỷ hồn, rất khó siêu sinh. Phương Vọng còn không trở thành qua quỷ hồn, không xác định loại kia trạng thái là như thế nào cảm thụ. Tiểu tử theo thiên cung kích bên trong bay ra, nó quay quanh tại Phương Vọng bên cạnh, mở miệng hỏi, công tử, chúng ta bây giờ nên làm sao trở về? Nơi này mang cho cảm giác của nó 10 điểm âm u, để nó nghĩ nhanh lên thoát đi nơi này. Không vội, còn có một vị đối thủ không tới. Phương Vọng bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn quét về phía chung quanh. Hắn không có tìm kiếm kẻ địch, mà là quan sát vô trung chi địa. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này đã không phải là hắn chỗ nhân gian thiên địa. Hắn cùng tầm tiên đạo quân xê dịch không biết bao nhiêu dặm, có thể vẫn không nhìn thấy bờ giới, rõ ràng này mảnh đất giới bao la đến mức nào. Còn có một vị đối thủ, tiểu tử sừng sốt, oanh, một đạo tản ra khí thế đáng sợ cột sáng xuyên thủng lôi vân chi hải, buông xuống đại địa, cách bọn họ không đến 10 dặm chỗ. Mặt đất bên trên bụi đất tung bay, tiểu tử định thần nhìn lại, đáng sợ bên trong cột ánh sáng có một tôn thần uy thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phương Vọng thì cảm nhận được một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức, vượt xa lúc trước tầm tiên đạo quân. Mà lại tầm tiên đạo quân trên người có thân ảnh này khí tức. Chẳng lẽ là Ách Vận Thiên Thần? Phương Vọng lập tức nhường tiểu tử chui vào thiên cung kích bên trong. Hắn cũng ngóng nhìn bên trong cột ánh sáng thần bí thân ảnh. Phàm nhân, thiên tư của ngươi lệnh bản thần thấy ngoài ý muốn. Bản thần chính là tiên đỉnh chính thần, thần hào vận rủi, chúng sinh xưng bản thần vì Ách Vận Thiên Thần. Đối phương mở miệng nói ra, thanh âm ẩn chứa một loại khó tả cảm giác áp bách, phảng phất trong miệng ngậm lấy thiên quy, từng câu từng chữ đều là thiên địa pháp tắc. Xin hỏi Ách Vận Thiên Thần hạ giới, nhưng là muốn vì tín đồ của ngươi báo thù. Phương Vọng không kiêu ngạo không tự ti hỏi, Ách Vận Thiên Thần mang cho hắn cảm giác áp bách cực cường, này loại cảm giác áp bách lệnh hắn nghĩ tới trận đánh lúc trước quỷ đế cảm thụ. Phàm nhân, ngươi có nguyện bái nhập bản thần môn hạ, đợi phi thăng cơ duyên đến, bản thần sẽ chỉ dẫn ngươi phi thăng đến thượng giới, bản thần sẽ còn trọng điểm vun trồng ngươi, nhường ngươi sau khi phi thăng điểm xuất phát áp đảo mặt khác phi thăng giả, về sau còn có thể đứng hàng tiên ban, trường sinh bất tử, chấp trưởng nhân gian. Ách Vận Thiên Thần thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí lộ ra khó mà miêu tả kiêu căng, đây là thuộc về tiên thần ngạo khí, rất có tinh phục lực khiến cho người bản năng nghĩ tin tưởng hắn. Phương Vọng thì hỏi, ngươi là bản tôn? Nơi này là gì phương thiên địa? Tiên thần tại hiện tại là không thể hàng lâm nhân gian, đối phương có thể xuất hiện,
nói rõ nơi này cũng không phải nhân gian. Ách Vận Thiên Thần vẫn như cũ ở vào bên trong cột ánh sáng, không có đi ra khỏi đến. Hắn khẽ cười nói, không phải bản tôn, nơi này cũng không phải nhân gian. Ngươi cảm thấy bản thần không phải bản tôn, ngươi liền có phần thắng. Phương Vọng bình tĩnh nói, ta quả thật rất muốn biết chân chính tiên thần mạnh bao nhiêu. Ách Vận Thiên Thần nghe xong, không khỏi cười to, phảng phất nghe được trên trời trên mặt đất buồn cười nhất chê cười. Hắn đột nhiên dừng lại cười to, một cỗ kinh khủng vô song khí thế bao phủ thiên địa, đại địa không ngừng vỡ nát, cuồn cuộn bụi đất bay lên. Trên bầu trời càng là xuất hiện từng đầu quỷ dị lôi điện, phảng phất liền không gian cũng phải nát mở. Phương Vọng nheo mắt lại, tùy thời chuẩn bị thi triển cửu u tự tại thuật. Trước mắt vị này địch nhân cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, không thể cưỡng ép nhường thân thể đi đón. Đường đường tiên đình chính thần khi dễ một tên chỉ có hơn 300 tuổi phàm nhân, không khỏi có sai lầm tiên thần thân phận đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên khiến cho Phương Vọng khiêu mi. Quỷ đế thanh âm, Phương Vọng liếc mắt nhìn đi, chỉ gặp hắn phía sau thiên địa phần cuối xuất hiện một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Đang là quỷ đế đỉnh thiên lập địa, trong bóng đêm ẩn giấu chân thân, mặc dù chỉ hiển lộ thân hình, cũng lệnh người nhìn mà sợ. Khí thế của hắn so Ách Vận Thiên Thần còn mạnh hơn. Âm phủ quỷ đế, ngươi vì sao tới đây? Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ? Ách Vận Thiên Thần thanh âm vang lên, ngữ khí mang theo không vui. Quỷ đế ngừng ở phương xa, hắn hồi đáp, dù sao chẫm tại bỏ mình trước cũng tới từ hắn chỗ nhân gian. Đi thôi, có chẫm tại, ngươi cỗ này phân thân đừng muốn thương tổn hắn. Bá khí, hoàn toàn không đem Ách Vận Thiên Thần để vào mắt. Phương Vọng cũng không nghĩ tới quỷ đế sẽ đến duy trì hắn. Điều này làm hắn càng thêm tò mò nơi này là phương nào thiên địa. Quỷ đế tiếng nói vừa ra, thiên địa lâm vào trong yên lặng. Bên trong cột ánh sáng Ách Vận Thiên Thần không biết tại cân nhắc cái gì, không trả lời ngay. Rất lâu, Ách Vận Thiên Thần khí thế khủng bố tiêu tán, thanh âm của hắn đi theo vang lên. Đã như vậy, vậy liền cho quỷ đế một lần mặt mũi, đợi nhân gian phi thăng kỳ hạn đến, bản thần bản tôn sẽ đích thân hạ phàm. Hy vọng khi đó còn có thể nhìn thấy quỷ đế hiện thân, bản thần rất chờ mong cùng ngươi giao thủ. Ách Vận Thiên Thần tiếng nói vừa ra, vậy ngay cả tiếp trời cùng đất cột sáng nhìn lên co vò mà đi, không cho mây mang. Phương Vọng quay người, nhìn về phía quỷ đế, nói, đa tạ tiền bối cương trợ. Quỷ đế bình tĩnh nói, chờ Ách Vận Thiên Thần bản tôn hạ phàm, khi đó trẫm cũng sẽ không giúp ngươi. Mà lại, ngươi muốn từ nơi này trở lại nhân gian, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chương 342, bất tường chớ chú, xuyên qua thiên địa. Nghe được quỷ đế, Phương Vọng tò mò hỏi, nơi này là lai lịch ra sao? Đến mức Ách Vận Thiên Thần hạ phàm sự tình, vậy cũng là bao nhiêu năm về sau, khi đó hắn không cần quỷ đế tương trợ. Kỳ thật hiện tại cũng không cần, hắn coi như đánh không lại, cũng có biện pháp trốn. Phương Vọng dám sóng, vậy cũng là có niềm tin. Cửu U tự tại thuật chính là hắn bảo mệnh lực lượng, sở dĩ bình thường không sử dụng, là bởi vì hắn không muốn quá sớm bại lộ. Lợi hại hơn nữa thần thông, một khi sử dụng lâu, sớm muộn sẽ bị kẻ địch nghiên cứu ra sơ hở cùng nhằm vào chi pháp. Cửu U tự tại thuật có thể tung hoành âm dương hai giới, Lăng Tiêu thần tông càng là có thể làm cho hắn xuyên qua thiên vị diện. Quỷ đế giới thiệu nói, giới này tên là Vô Trung Chi Địa, ở vào âm dương hai giới ở giữa, đã từng cũng là một mảnh phồn vinh nhân gian. Sau tao ngộ tiên phàm đại chiến, một thân ở giữa chi chủ tại trước khi chết, tước đoạt giới này, nhưng giới này bảo lưu lại đến, tiên thần cũng không dám xâm lấn giới này, bởi vì sẽ tiêm nhiễm điểm xấu nhân quả. Bất quá giới này mặc dù bảo lưu lại đến, có thể giới này chúng sinh chịu đựng lấy vĩnh hằng nguyền rủa, thống khổ, bọn hắn đối lúc trước vị kia nhân gian chi chủ tràn ngập oán hận. Điểm xấu nhân quả. Cái kia vì sao tầm tiên đạo quân đem ta kéo đến giới này đến chiến đấu? Phương Vọng tò mò hỏi. Quỷ đế hồi đáp, này nhân quả cần thời gian, ngươi tại Vô Trung Chi Địa đợi thời gian càng dài, gặp nhân quả nguyền rủa càng nhiều, cho đến vạn kiếp bất phục, triệt để vô pháp thoát ly Vô Trung Chi Địa. Thật là độc ác. Phương Vọng không khỏi hỏi, cái kia bệ hạ vì sao có thể tới? Vô Trung Chi Địa khoảng cách âm phủ không xa, mà lại trẫm cũng gặp tương tự nguyền rủa, cho nên không sợ, trẫm cũng không thể đưa ngươi đưa ra ngoài, cho nên ngươi đến tự nghĩ biện pháp. Quỷ đế lời lệnh Phương Vọng không khỏi thôi động cửu u tự tại thuật tâm pháp. Hắn phát hiện mình xác thực không cảm giác được âm phủ. Cửu u tự tại thuật có thể xuyên qua âm dương hai giới, nhưng không phải nằm ngang di chuyển, hắn nhảy vào âm phủ, cũng là tại chỗ cũ, chẳng qua là có âm phủ quy tắc ngăn cách. Đương nhiên, cũng không phải là không có âm dương chi cách. Hắn liền không thể sử dụng cửu u tự tại thuật, cửu u tự tại thuật còn có hư hóa năng lực, mặc dù tại Vô Trung Chi Địa, hắn cũng có thể sử dụng. Cho dù có cửu u tự tại thuật, cũng không thể trực tiếp nhảy ra ngoài. Quỷ đế mở miệng nói, cửu u tự tại thuật truyền lại từ Đại An Oán Tự, cũng chính là quỷ đế đạo tràng, hắn tự nhiên sẽ hiểu này thuật tồn tại. Phương Vọng lúc này chắp tay, nói, mặc kệ như thế nào,
đa tạ bệ hạ cứu giúp, ta sẽ chiếu cố tốt Khương Thần Minh. Dứt lời, hắn thi triển Lăng Tiêu Thần Tông trực tiếp tan biến tại chỗ. Thiên địa yên tĩnh, Quỷ Đế đứng ở chân trời trong bóng tối, yên lặng không nói. Không biết đi qua bao lâu, hắn mới vừa yên lặng tan biến tại trong bóng tối, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ba, Phương Vọng rơi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang đứng tại trên vách núi, phía sau là rừng cây rậm rạp. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chân trời xích hồng, chính vào đang lúc hoàng hôn. Hắn nhíu mày, nơi này linh khí cùng hắn chỗ Đông Nhân Gian hoàn toàn khác biệt, thần thức của hắn tán đi, thậm chí không nhìn thấy vết chân người, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều hình thể khổng lồ như núi hung thú. Hắn đã dùng Lăng Tiêu Thần Tông xuyên qua mấy lần, chỗ đi thiên địa giới diện cũng khác nhau, thậm chí còn có chỉ có hàng long đại lục kích cỡ tương đương nhân gian. Lăng Tiêu Thần Tông có thể qua lại thiên địa, nhưng không cách nào truy tung thiên địa, hắn căn bản không xác định nên đi chỗ nào nhảy. Đúng lúc này, Phương Vọng trong tay vòng ngọc truyền đến thần thức gợn sóng, hắn lúc này buông xuống thiên cung kích, nhường tiểu tử ra tới trông coi, hắn thì đem thần thức dò vào vòng ngọc bên trong. Vẫn như cũ là phương phủ bên trong ảo cảnh. Chu Tuyết bước nhanh đi vào Phương Vọng trước mặt, hỏi, ngươi có phải hay không không về được? Phương Vọng khiêu mi hỏi, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ cái này vòng ngọc có thể bắt được vị trí của ta? Ngươi lúc trước bị kéo vào vô trung chi địa, về sau, khí tức của ngươi chưa từng buông xuống chúng ta chỗ nhân gian, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi tại di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng còn dừng lại, nói rõ ngươi đã mất phương hướng. Chu Tuyết hồi đáp, nàng dừng một chút, nói, này vòng ngọc chỉ có thể liên hệ đến ngươi, vô pháp xác định vị trí của ngươi. Trừ phi ngươi cùng ta tại cùng một mảnh nhân gian, giữa đất trời tồn tại khác biệt quy tắc, có thể giữ liên lạc, đã phí ta rất nhiều tâm tư. Phương Vọng nghe xong, tâm tình trong nháy mắt thấp chìm xuống. Ôi không, ta sẽ không trở về không được a. Phương Vọng đoán được trận chiến này rất nhiều khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới tầng này tình huống. Ngươi không cần gấp gáp, đã ngươi có xuyên qua thiên địa năng lực có thể từ từ sẽ đến. Bây giờ vây công đại dụ thần triều thế lực đã rút lui, bọn hắn ngưng tụ một lòng lực lượng đã bị ngươi đánh vỡ. Đến tiếp sau ta sẽ thừa thắng xông lên, giết tới bọn hắn không còn dám tiến công đại dụ thần triều. Ngươi chậm rãi tìm chúng ta chỗ nhân gian, ngươi có thể tìm người hỏi thăm Hàng Long Đại Thánh, vô luận là Đông Nhân Gian, vẫn là Tây Nhân Gian. Đều lưu truyền Hàng Long Đại Thánh truyền thuyết, Hàng Long Đại Thánh có thể chưa từng đi mặt khác nhân gian. Chu Tuyết an ủi, ta liền sợ ta phải tốn thời gian rất lâu. Mấy chục năm, mấy trăm năm, ta cũng chờ ngươi. Cái kia ngàn năm đâu? Ngàn năm về sau, ta liền muốn phi thăng. Đến lúc đó đi thượng giới, ta rất nhiều tiên gia thủ đoạn là có thể sử dụng, đến lúc đó tìm ngươi, dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngươi không chết. Chu Tuyết hơi lộ ra đắc ý nói, nghe đến nơi này, Phương Vọng an tâm. Phương Vọng trêu chọc hỏi, ta hiện tại trêu chọc kẻ địch, cùng muốn thu thập cục diện rối rắm có thể nhiều, ngươi chịu được sao? Đã có đại thánh đang tính toán ta. Chu Tuyết lườm hắn một cái, nói, tu vi của ta tuy vô pháp cùng ngươi kéo ra chênh lệch, nhưng ta dù sao cũng là tiên tôn trùng tu. Không phải liền là Huyền U đại giáo à, bọn hắn tính toán ngươi, ta cũng đang tính toán bọn hắn, ta sở dĩ nhường ngươi đơn độc đối mặt Tầm Tiên đạo quân, còn không phải là bởi vì biết được ngươi nắm giữ Cửu U tự tại thuật. Ngươi lúc đó liền biết ta khả năng không thể quay về. Không, ta tính tới Quỷ Đế sẽ ra tay, dù sao ngươi nắm giữ Kim Cương Chí Dương thánh thể, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi nắm giữ một loại khác xuyên qua thiên địa năng lực, ta cũng không kịp nhắc nhở ngươi, ngươi đã bắt đầu. Chu Tuyết nói đến chỗ này, có chút bất đắc dĩ. Nàng ngữ chuyển hướng, nói, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi trí tại ở nhân gian thành tiên, siêu việt đại thánh, đại đế. Nếu là ngươi có thể tại càng nhiều nhân gian lưu lại uy danh, khí vận phóng đại, chưa hẳn không có khả năng. Phương Vọng thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, có thể muốn bỏ lỡ đăng thiên giai. Chu Tuyết cười ha hả nói, trải qua trận này, uy danh của ngươi nhất định uy chấn Đông Nhân Gian, thậm chí truyền vào Tây Nhân Gian bên trong, cần gì mượn đăng thiên giai tới dương danh lập vạn. Đến mức đăng thiên giai cơ duyên, đối với ngươi mà nói có thể có, nhưng chưa hẳn cực kỳ trọng yếu. Nàng đánh giá Phương Vọng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả vô lượng vô cấu đạo cốt đều đã luyện thành, xem ra Hồng Trần Thiên Đế là thật coi trọng ngươi, nói thật, hiện tại ta tuyệt không phải đối thủ của ngươi, chỉ có chờ sau khi phi thăng lại siêu việt ngươi. Hiện tại đuổi không kịp, về sau càng đuổi không kịp ta. Phương Vọng hăng hái cười nói, tại Chu Tuyết trước mặt, hắn rất khó khiêm tốn dâng lên. Chu Tuyết khẽ nói, đến lúc đó, ta định nhường ngươi nhìn một cái như thế nào tiên tôn. Chương 343, đột phá thần thông cảnh. Phương Vọng mở mắt, cùng Chu Tuyết trò chuyện trong chốc lát về sau, hắn tâm định ra tới. Hắn tin tưởng Chu Tuyết có thể giúp hắn chiếu cố tốt đại dụ thần triều, vọng đạo cùng với Phương gia. Nơi này linh khí không sai, không bằng trước tiên ở nơi này tu luyện đi. Phương Vọng tự lẩm bẩm,
đằng sau không biết phải xuyên qua bao lâu mới có thể trở về đi, ven đường không chừng muốn gặp được nhiều ít nguy hiểm, trước mạnh lên tốt nhất. Mạnh lên về sau, hắn xuyên qua tốc độ tăng lên rất nhiều, cũng có thể càng có hiệu suất. Hắn đã là phá thiên cảnh 9 tầng tu vi, cũng nên đột phá thần thông cảnh. Tiểu tử đi vào Phương Vọng trước mặt, hỏi, công tử, chúng ta là không phải trở về không được. Khả năng đi, ngươi sợ sao? Phương Vọng một bên hỏi lại, một bên vọt lên, bắt đầu tìm kiếm phiến thiên địa này linh khí nhất dư thừa địa phương. Tiểu tử vội vàng đuổi theo, rơi trên vai của hắn, cười hắc hắc nói, dĩ nhiên không sợ, dạng này cũng rất tốt, công tử bên người chỉ còn lại ta, không có mặt khác nữ nhân xấu. Phương Vọng im lặng, không lên tiếng nữa. Giới này linh khí cùng đông nhân gian linh khí khác biệt, hắn đối với cái này cũng rất tò mò, hấp thu khác biệt linh khí có thể hay không đối thực lực có chỗ trợ giúp. Một lúc lâu sau, Phương Vọng liền tìm được một chỗ nơi thích hợp, linh khí không chỉ dồi dào, trong vòng nghìn dặm không có hung thú có thể uy hiếp được tiểu tử. Phương Vọng ở trên mặt hồ lăng không tĩnh tọa tu luyện, hồ nước tam phương đứng thẳng vĩ ngạn sơn nhạc, chỉ có mặt phía nam không có núi, gió núi xuyên hạp mà vào, ở trong núi quanh quẩn, lay động Phương Vọng áo bào. Tiểu tử nhàn không xuống, bắt đầu bốn phía đi dạo. Đại dụ thần triều, đế thành, triều thánh phủ, Chu Tuyết cùng Hồng Trần ngồi đối diện tại tiểu đình bên trong, trên mặt bàn trưng bày một ngọn đèn dầu, hiện ra u ánh lửa. Thiên đế, xem ra ngươi đối Phương Vọng tràn ngập chờ mong, tư chất của hắn là tuyệt thế vô song. Khả năng đem vô lượng vô cấu đạo cốt tu luyện tới loại trình độ này, ngươi khẳng định phí không ít trái tim. Chu Tuyết nhẹ giọng cười nói. Hồng Trần lắc đầu, ánh mắt trở nên phức tạp, nói, ta chẳng qua là truyền thụ phương pháp tu hành, mà lại chỉ truyền một lần, hắn có thể có hôm nay tạo nghệ, toàn bộ nhờ hắn ngộ tính của mình. Nói đến chỗ này, hắn nhịn không được rót cho mình một ly trà nóng, chẳng qua là tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, hết sức rõ ràng, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Chu Tuyết nghe xong, cũng không khỏi sửng sốt. Trong lúc nhất thời, tiểu đình lâm vào trong yên lặng, chỉ có tiếng gió lay động bên trong viện lá rụng. Một lát sau, Hồng Trần đánh vỡ yên lặng, buồn bã nói, hắn đạo cốt tạo nghệ, có lẽ đã siêu việt vị kia, mặc kệ như thế nào, hắn xem như triệt để trưởng thành, những cái kia chết đi đại thánh, đại đế là không thể nào tính toán đến hắn, bao quát thần tiên trên trời, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện phi thăng thời kỳ sớm ngày buông xuống. Chu Tuyết nhìn về phía hắn, bình tĩnh hỏi, này nhân gian đã có rất nhiều biến số. Vận mệnh của hắn xác thực cử thế vô song, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, hắn còn cần ngươi bày mưu tính kế. Hồng Trần gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiện tại so ngươi còn để ý an nguy của hắn cùng tiền đồ. Hai người nâng lên chén trà, lẫn nhau 11 ly. Mây lửa cuốn trời, thiên địa tối tăm, dãy núi phía trên tràn ngập từng sợi khói độc. Tóc trắng phơ, ở Trần Phương Tử canh treo lơ lửng ở giữa không trung, tay phải của hắn dẫn theo một cái cánh tay, máu me đầm đìa. Hắn nhìn xuống phía dưới nằm tại giữa sườn núi Cực Ác Lão Tiên, ánh mắt lạnh lùng. Thời khắc này Cực Ác Lão Tiên tứ chi mất hết, liền hai mắt đều bị đào đi, cả người nằm trong vũng máu, thê thảm đến cực điểm. Cực Ác Lão Tiên đã mất đi sức chiến đấu, hắn tựa hồ tuyệt không thống khổ, khóe miệng trả lại giơ lên. Không sai, ngươi đã siêu việt lão phu, chẳng qua là tu vi còn chưa đủ. Ngươi mong muốn cùng thiên đạo Phương Vọng vô địch thiên hạ, còn phải nỗ lực tu luyện. Cực Ác Lão Tiên uể oải cười nói. Trong miệng còn không ngừng mà bốc lên lấy bọt máu. Phương Tử canh đem trong tay cánh tay vứt trên mặt đất, hắn đi theo nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay giấy lên huyết sắc liệt diễm, tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Sư đồ một trận, ngươi còn có cái gì di ngôn thì nói mau đi, đợi lát nữa, ta sẽ đem ngươi gây cho ta cha tấn gấp trăm lần hoàn trả, khi đó, ngươi liền không có tâm tình lại nói di ngôn. Phương Tử canh âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói sát ý, hận ý đã kìm nén không được. Cực Ác Lão Tiên khóe miệng toét ra, hắn đứt quãng lớn tiếng cười nói, quát con, muốn cho lão phu hối hận. Ngươi có biết thê tử ngươi tại trong dược đỉnh thống khổ cầu xin tha thứ dáng vẻ? Ngươi nhất định không muốn biết. Như vậy xấu xí, như vậy tầm thường. Phương Tử canh nghe xong, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, oanh một tiếng, cả vùng bay lên huyết sắc biển lửa, thậm chí hoặc là bốn phương tám hướng sơn nhạc làm phương vọng, nhắm mắt chuyên tâm bắt đầu tu luyện về sau, thời gian cực nhanh. Thoáng chớp mắt, 6 năm quang cảnh đi qua, một ngày này, Phương Vọng cuối cùng nghênh đón đột phá. Mạnh mẽ uy áp bao phủ thiên địa, mặt hồ hiện nổi sóng, càng ngày càng kịch liệt, đến đằng sau liền chung quanh sơn nhạc cũng vì đó rung động. Tiểu tử từ phương xa chạy đến, long chảo còn bắt lấy một con cá lớn, đại ngư kịch liệt đong đưa, cũng không cách nào thoát khỏi nó long chảo. Thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Phương Vọng trong cơ thể, tu vi của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Hắn vẫn nhắm mắt lại, hắn đang ở nghĩ thần thông của mình. Trải qua 6 năm trước đại chiến cùng này 6 năm suy nghĩ, hắn cuối cùng có quyết đoán của mình. Hiện tại, hắn trong lòng có rất nhiều thanh âm, tất cả đều là của hắn thanh âm, chẳng qua là cảm xúc khác biệt,
phảng phất đại biểu khác biệt thần thông. Thần thông của ngươi nhất định phải là bá đạo. Thần thông của ngươi nhất định phải có thể chu tà. Thần thông của ngươi nhất định phải trấn áp hết thảy. Thần thông của ngươi nhất định phải quét ngang vạn địch. Thiên địa càn khôn đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Vũ trụ vạn pháp đều có thể bị ngươi bóp tán. Càng ngày càng nhiều thanh âm tại Phương Vọng trong lòng vang lên, mà lại càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng mà vang dội. Phương Vọng cũng không có cảm thấy nhao nhao, hắn bên ngoài thân nổi lên ánh bạc, đó là vô lượng vô cấu đạo cốt đạo quang. Tiểu tử cảm nhận được khó có thể chịu đựng cảm giác áp bách, không khỏi lui lại, nó chảo bên trong đại ngư đi theo hóa thành tro bụi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, ngày đêm thay đổi. Một ngày ngày đi qua. Dòng dã sau 7 ngày, Phương Vọng khí thế cuối cùng tăng vọt. Hắn đột phá, thần thông cảnh, cùng lúc đó. Ngoài vạn dặm, rậm rạp trong núi rừng, một đạo thân ảnh theo trong rừng cây đi ra, đi tới bên bờ vực. Đây là một tên thân mặc da thú, tóc dơ giấy bẩn thỉu nam nhân, hình thể khôi ngô, tráng như hung thú. Ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm chân trời, cái kia bên trong phong vân biến ảo, giống như bão tố sắp tới. Bịch một tiếng, hắn đột nhiên quỳ gối trên vách núi, không ngừng dập đầu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Một bên khác, tĩnh tọa ở trên mặt hồ không Phương Vọng chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một mực mang lên cùng mặt mày tề cao địa phương. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở mắt. Hắn tựa hồ cảm thụ cái gì, tay phải hướng bên cạnh rời một thoáng, đi theo nắm quyền. Phảng phất tại chân trời nắm vào trong hư không một cái, trong chốc lát, tay phải hắn chỗ đối phương hướng, sơn nhạc đập tan, mặt đất nổ tung, trên trời biển mây đều tiêu tán, nửa bầu trời như trong nháy mắt phá toái. Hình ảnh đứng im, phá toái nửa bầu trời dừng lại một giây sau, hết thảy hóa thành hư vô, hắc ám như là hồng hoang hung thú thôn phệ tới, toàn bộ thiên địa ngầm hạ tới. Chương 344, thần thông cảnh 4 tầng, nhân gian truyền thuyết. Tiểu tử nhìn phía trước hắc ám khu vực, không khỏi mở lớn miệng rồng, vì cảnh tượng trước mắt thấy rung động. Hắc ám rìa, đại địa bị cắt chém, dãy núi chỉ để lại một nửa, vẫn không ngừng có nham thạch tuột xuống, theo sườn đồi hai phía nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối, sâu trong bóng tối càng không cách nào nhìn trộm. Tiểu tử quay đầu nhìn về phía Phương Vọng còn duy trì nắm quyền thủ thế, hắn một bộ áo trắng đều như diễm kịch liệt phiêu động. Phương Vọng tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của nó, từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cùng tiểu tử tầm mắt va chạm khiến cho tiểu tử tâm đột nhiên nhảy một cái, vô ý thức trách đi tầm mắt. Liền gọi đại quy hư trưởng đi. Phương Vọng tự lẩm bẩm, tiếng nói vừa ra, tay phải của hắn bắn ra một vòng khí kình, khuếch tán trăm trượng xa, mới vừa triệt để tan biến. Hắn nhếch miệng lên, này thần thông là hắn kết hợp chính mình nắm giữ rất nhiều thần thông ảo diệu sáng tạo, tên như ý nghĩa, nhường mục tiêu quy về hư hóa. Tịch diệt thần kình, đạo lực cho hắn rất nhiều gợi ý. Hắn có thể dùng khác biệt lực lượng thi triển đại quy hư trưởng, mà lại đại quy hư trưởng chẳng qua là mới thành lập, về sau còn có thể tiếp tục cải tiến. Phương Vọng bắt đầu chuyên tâm vận công, củng cố tu vi. Qua đi tới nửa năm, tu vi của hắn mới vừa triệt để củng cố. Hắn đứng dậy, rơi ở bên hồ, tiểu tử lập tức đuổi theo kịp tới. Tiếp xuống đi chỗ nào? Tiểu tử mong đợi hỏi. Phương Vọng quay đầu nhìn lại, bị hắn hủy diệt nửa bầu trời vẫn như cũ ở vào trong bóng tối, bất quá phương thiên địa này cũng không có vì vậy sụp đổ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thiên địa tại bản thân chữa trị, chẳng qua là quá trình này sẽ vô cùng dài đằng đẵng. Lại xuyên toa mấy lần, nếu như vẫn không có tìm tới trở lại con đường, cái kia liền tiếp tục tu luyện chờ ta đi đến đạp tiêu cảnh, lại tiếp tục đi đường. Phương Vọng hồi đáp, nghe nói như thế, tiểu tử nhãn tình sáng lên. Sau đó, Phương Vọng nắm lên nó, tan biến tại chỗ. Một giây sau, hắn tới đến ngoài vạn dặm. Hắn xuất hiện tại giữa không trung, cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy trên vách núi quỳ một tên thú áo miễn cưỡng che giấu nam tử khôi ngô, cái này người đang dùng bùn nặn tạo một bộ ảnh hình người, xem thân hình, chính là Phương Vọng tĩnh tọa hình ảnh. Tiểu tử thấy cảnh này, có chút kỳ lạ, nam tử khôi ngô tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên thấy Phương Vọng cùng tiểu tử, hắn lập tức mặt lộ vẻ hung tướng, hắn đang muốn đứng dậy gào thét, tựa hồ nhận ra cái gì, vẻ mặt trở nên xúc động, ngay sau đó liền bắt đầu hướng Phương Vọng không ngừng dập đầu. Phương Vọng nghe không hiểu tiếng nói của hắn, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phương Vọng lúc trước thi triển đại quy hư trưởng lúc, liền là cảm giác cái phương hướng này có sinh linh, cho nên mới đổi một cái phương hướng. Giới này sinh linh không tính rất nhiều, trên cơ bản đều là thể như sơn nhạc hung thú, có thể thấy người, Phương Vọng thấy hiếm lạ. Phương Vọng nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, cách không điểm hướng nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn đến hắn thấy tay, của hắn chỉ lúc trong nháy mắt định trụ. Chỉ thấy một đạo ánh bạc theo Phương Vọng đầu ngón tay bắn ra, một phân thành hai, chui vào nam tử khôi ngô trong đôi mắt. Tiểu tử không khỏi tò mò hỏi, công tử, ngươi vì sao muốn truyền công với hắn?
Phương Vọng sắc mặt bình tĩnh, nói, ta tại giới này chứng được thần thông cảnh, lại hủy nửa bầu trời, nếu là có thể lưu lại đạo thống, cũng tính đền bù. Tiểu tử nghe xong, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía nam tử Khôi Ngô. Qua đi tới thời gian một nén nhang, Phương Vọng mới vừa thu tay lại, sau đó mang theo tiểu tử tan biến trên không trung. Nam tử Khôi Ngô vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ, liền như là bên cạnh hắn bùn như một loại. Không biết đi qua bao lâu, Khôi Ngô nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, hắn bao la mở mịt nhìn bốn phía, ánh mắt dần dần khôi phục thư thái. Hắn đứng dậy, hướng từng cái hướng đi gào thét, có thể không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn tới đến tượng đất trước ngồi xuống, dùng ngón tay tại tượng đất trước trên mặt đất bên trên viết xuống hai chữ. Phương Vọng, hai chữ này cong vẹo, nhìn xem hết sức khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra. Nam tử Khôi Ngô lui lại một bước, quỳ lại hai chữ này, 10 điểm thành kính. Liên tục xuyên qua 7 lần về sau, Phương Vọng vẫn không có tìm được đường về. Trong thời gian này, hắn gặp được ba khu có nhân tộc thiên địa, nhưng không người từng nghe nói Hàng Long Đại Thánh tên. Giờ phút này, hắn đang lưu tại một phiến thiên địa bên trong. Này linh khí của thiên địa 10 điểm dồi dào, đã bắt kịp Nhân Hoàng Đại Lục, nhưng phiến thiên địa này không tính lớn, chỉ có Nam Khung Chi Hải lớn như vậy, mà lại tối cường sinh linh cũng chỉ có đại thừa cảnh tu vi. Nơi này có vương triều, chủng tộc chờ tung tích, chợt nhìn, cùng hắn chỗ đông nhân gian không có khác nhau, chẳng qua là yếu hơn. Hắn hoài nghi này nhân gian sinh ra tuế nguyệt kém xa hắn chỗ nhân gian, cho nên thế gian nhất lưu tu vi không bằng hắn chỗ nhân gian. Nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy nói rõ mỗi một phương thiên địa sinh ra về sau, linh khí đều sẽ rất nồng nặc, đông nhân gian phần lớn địa phương linh khí không bằng giới này, hoặc là bởi vì tiên thần nhân quả áp chế, hoặc là bởi vì tây nhân gian cách làm. Mặc kệ như thế nào, Phương Vọng chuẩn bị tại giới này tu luyện đến đạp tiêu cảnh. Giúp ta che một tòa lầu cát. Phương Vọng vứt xuống lời nói này, liền đem thần thức dò vào vòng ngọc bên trong. Tiểu tử thở dài một hơi, có chút hối hận, hẳn là đem thôn hồn hồ lô mang lên, loại chuyện vặt vãnh này nên giao cho Triệu Chân đi làm. Bọn hắn đứng tại rừng núi, ở vào hai tòa núi cao ở giữa, nơi này rừng cây tập trung, sương mù dày tràn ngập, giống như nhân gian tiên cảnh. Phương Vọng rất nhanh liền cùng Chu Tuyết thành lập liên hệ, mấy năm trôi qua, đại dụ thần triều, Kim Tiêu giáo còn tại khuếch trương thế công phạt những thánh tộc đó, đế tộc, đại dụ hoàng đế hết sức thông minh, nguyện ý tiếp nhận quy hàng người, cái này cũng dẫn đến các tộc vô pháp một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Vọng đạo thì trở lại Đại Tề, tiếp tục dốc lòng hỏi. Vọng đạo cùng với những cái khác giáo phái khác biệt, không truy cầu thế lực khuếch trương, giúp đại dụ thần triều, chỉ là vì còn đạo chủ thiếu ân, nhưng đại dụ thần triều kiếp khó đi qua, bọn hắn muốn làm chính là truy cầu đạo pháp, trung trục trường sinh. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục tăng tốc chuyển rời. Trong núi nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Một năm như một ngày. Đi đến thần thông cảnh về sau, Phương Vọng tu hành tốc độ tăng lên, dĩ nhiên, thần thông cảnh mỗi một tầng tiểu cảnh giới cần có linh khí vượt xa trước đó cảnh giới. Phương Vọng tu hành trận thế rất lớn, cơ hồ kinh động đến nửa cái nhân gian, linh khí theo bát phương vọt tới, thanh thế hạo đại khiến, cho trong phạm vi 500 dặm rừng núi đều lâm vào trắng xóa bên trong. Có tu sĩ đến đây dò xét, kết quả tại trong sương mù gặp được chân long, bị dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Cứ như vậy, vùng này có chân long tu luyện tin tức lan truyền ra ngoài. Tiểu tử tu vi đặt ở này mảnh nhân gian, đã là tối cường, có nó trông coi, Phương Vọng không chút nào lo lắng. 5 năm về sau, Phương Vọng đi đến thần thông cảnh tầng 2, tu hành tốc độ so với hắn dự đoán nhanh, hắn cảm thấy cùng vô lượng vô cấu đạo cốt có quan hệ, trước đó đánh với tầm tiên đạo quân một trận, thân thể bị thiêu hủy, hắn vô lượng vô cấu đạo cốt lần thứ nhất đối mặt tổn thương, ngược lại nhường hắn đạo cốt triệt để kích hoạt dâng lên, hắn hiện tại tu hành hiệu suất siêu việt trước đó. Hắn tiếp tục tu luyện. Đồng dạng là 5 năm sau, hắn đi đến thần thông cảnh 3 tầng. Lại qua 6 năm, hắn đi đến thần thông cảnh 4 tầng. Này loại không ngừng đột phá cảm giác làm hắn hết sức mê muội, hắn càng ngày càng kiên định đột phá tâm. Không phá đạp tiêu cảnh, hắn không đi.